Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 236. Nói rồi, hắn xòe tay ra, bút đại đạo xuất hiện trong tay hắn. Ồ! Vân Kỳ kinh ngạc thốt lên, đây là bút đại đạo trong truyền thuyết đó ư? Diệp Huyên bình tĩnh đáp, đúng vậy. Vân Kỳ đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát bút đại đạo một lúc rồi kinh ngạc nói, là hàng thật luôn. Ngươi có cả bút đại đạo à, đỉnh. Diệp Huyên cười nói, chỉ là một cây bút thôi mà, chẳng có gì cả. Bút đại đạo. Vân Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Huyên, vậy mà ngươi bảo không có thần vật. Diệp Huyên cười, một cây bút thì tính là thần vật gì chứ? Bút đại đạo. Vân Kỳ bỗng thấy hưng phấn, chẳng lẽ ngươi còn bảo bối tốt hơn nữa? Diệp Huyên vẫn cười đáp, sau này có cơ hội sẽ cho cô xem. Nói rồi, hắn nhìn bút đại đạo trong tay, bảo tiểu bút, nơi này có bảo vật không? Bút đại đạo trầm giọng nói, cậu nghĩ ta là máy dò bảo vật à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, dù gì huynh cũng là bút đại đạo, chẳng lẽ không có chức năng đó? Bút đại đạo cả giận nói, cậu cũng bảo ta chỉ là một cây bút thôi mà. Diệp Huyên không nói gì. Bút đại đạo đột nhiên nói, cậu có thể vào thử xem, bên trong có một hơi thở vận mệnh nhàn nhạt, hẳn là có thể linh hồn ở trong đấy. Thể linh hồn. Diệp Huyên nhìn về phía đám mây đen kia, sau đó nói, vào thôi. Vào thôi. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyên, người chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu, đi. Nói xong, hắn dẫn Vân Kỳ đi về phía đám mây đen kia. Khi đến gần đám mây, Diệp Huyên mới thấy bên trong có vô số sức mạnh quỷ dị thần bí đang không ngừng cuộn trào, nhìn thấy những luồng sức mạnh này, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Cổ chiến thể của hắn chắc chắn không đỡ được những sức mạnh này. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, Vân Kỳ bung ô, bỗng chiếc ô bật ra một luồng sức mạnh khủng bố, nương theo sự xuất hiện của nó, đám mây đen trước mắt hai người liền bị đẩy ra. Thấy cảnh này, Diệp Huyên không khỏi đưa mắt nhìn chiếc ô đại đạo trong tay Vân Kỳ. Cái ô này đỉnh ghê, Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người cùng đi sâu vào trong đám mây. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, sau khi vào trong đám mây này, hắn mới phát hiện sức mạnh bên trong mưa đen kia đáng sợ đến mức nào. Bên trong đám mây đen này có vô số điểm đen li ti không ngừng dao động. Mưa tử vong cũng là hình thành từ những điểm đen này, mà ở đây lại có bạt ngàn những điểm đen như thế. Diệp Huyên nhìn ô đại đạo trong tay Vân Kỳ, ô của cô có chắc chắn không? Nếu không chắc thì lỡ như mấy điểm đen này ào tới, e là hắn sẽ bị dội chết ngay tại chỗ mất. Vân Kỳ gật đầu, yên tâm, sức mạnh ở đây không phá được ô đại đạo đâu. Vừa dứt lời, những điểm đen xung quanh chợt rung lên, sau đó lao về phía hai người họ như thủy triều chút nước. Ầm. Trong nháy mắt, ô đại đạo bị va đập chấn động dữ dội. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên sầm xuống, bởi vì hắn phát hiện ô đại đạo đang bị mấy điểm đen này ăn mòn dần dần. Vân Kỳ cũng hơi cau mày lại. Diệp Huyên kéo ống tay áo nàng ta, hỏi chịu được không vậy? Vân Kỳ im lặng một lát rồi đáp, sợ là không. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Vân Kỳ bỗng rút ra thêm một chiếc ô nữa, chiếc ô này y hết ô đại đạo, chỉ khác sở chỗ là mặt ô lớn hơn một vòng. Nhìn thấy chiếc ô này, Diệp Huyên sửng sốt, đây là... Vân Kỳ nói, ô đại đạo. Diệp Huyên nhìn Vân Kỳ, cô có đến hai chiếc ô đại đạo giống hệt nhau à? Vân Kỳ lắc đầu, ngươi nhìn cái này đi, nó lớn hơn nhiều mà. Diệp Huyên trầm giọng nói, có gì khác nhau hả? Vân Kỳ đáp, tất nhiên là khác rồi. Cái lớn là ô đại đạo cha, cái nhỏ là ô đại đạo con, cha thì phải lợi hại hơn con chứ. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cha ngươi có lợi hại hơn ngươi không? Diệp Huyên. Vân Kỳ nhanh chóng bùng ô ra, mà khi chiếc ô cha này vừa được bật mở. Một luồng sức mạnh vô hình chợt chấn động ra khắp xung quanh, chỉ trong nháy mắt, những điểm đen li ti đã bị hất bay đi hết. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên kỳ quái. Ông cha này lợi hại hơn đứa con thật nè. Vân Kỳ thu chiếc ô đại đạo nhỏ lại, sau đó nói, đi thôi. Nói rồi, hai người lại tiếp tục đi sâu vào trong. Diệp Huyên bỗng hỏi, nhà các cô bán xỉ ô hả? Vân Kỳ đáp, nhà ta không chỉ bán xỉ ô,
mà còn bán nhiều thứ khác lắm. Nói rồi, nàng ta xòe tay, một cây bút xuất hiện trong tay, thấy cây bút này Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Bút đại đạo. Bút trong tay Vân Kỳ giống y đúc bút đại đạo. Vân Kỳ cười nói, ngươi nhìn đi, có phải giống hệt bút của ngươi không? Bao gồm cả khí tức. Diệp Huyên nhìn kỹ một chút, không thể không nói, cây bút này thật sự y hệt bút đại đạo, không chỉ vậy, ngay cả khí tức cũng giống nhau. Thật giả khó phân biệt. Vân Kỳ đột nhiên cầm bút đại đạo vung lên, một luồng bút phong phóng ra. Xoẹt. Trong nháy mắt, những điểm đen li ti xung quanh dồn dập bị thổi bay, không chỉ thế, những điểm đen này còn không thể đến gần được luồng bút phong này. Diệp Huyên hơi do dự một lúc, sau đó cũng thử vung bút lên. Xoẹt. Một luồng bút phong phóng ra, mà luồng bút phong này vừa đến gần những điểm đen kia thì đã tan biến đi mất. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Vân Kỳ cũng chớp mắt, không hiểu chuyện gì. Diệp Huyên nhìn bút đại đạo trong tay, tiểu bút, huynh giải thích đi. Bút đại đạo trầm mặc một lát rồi nói, do ngươi quá yếu. Diệp Huyên quả quyết đưa bút cho Vân Kỳ, cô thử đi. Vân Kỳ gật đầu, rồi nàng ta vung bút lên. Xoẹt. Lại một luồng bút phong phóng ra. Luồng bút phong này vừa tiếp xúc đến những điểm đen nọ, lại lần nữa bị tiêu tán. Vẻ mặt Vân Kỳ cũng cứng lại. Nàng ta tò mò đánh giá cây bút này rốt cuộc là thật hay giả, giờ nàng ta cũng không chắc nữa. Diệp Huyên có chút lúng túng, hắn hận không thể tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, đây là hàng thật à? Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, bút đại đạo, huynh giải thích một chút đi. Tiểu bút trầm giọng đáp, ta cũng không biết. Diệp Huyên nói, đại ca, huynh cũng không biết á. Huynh nói đùa à, hàng giả người ta chế ra còn mạnh đến vậy, thế mà hàng thật là huynh đây. Huynh nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu? Tiểu bút có chút bất đắc dĩ, ta thật sự không biết. Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, Vân Kỳ đưa bút lại cho Diệp Huyên, có thể là do lúc chúng ta làm hàng nhái đã lố tay làm mạnh hơn thực tế. Diệp Huyên. Vân Kỳ lại nói, cái này của ngươi, là hàng thật thật à? Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, thật ra của ta cũng là hàng nhái thôi. Cô biết đó, bút đại đạo sao có thể kém như vậy được, đúng không? Bút đại đạo, Vân Kỳ khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, nàng ta lại nhìn bút đại đạo trong tay Diệp Huyên, vẫn thấy hơi nghi ngờ. Diệp Huyên nhanh chóng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, cả hai lại tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, Diệp Huyên nói thầm trong lòng, tiểu bút, rốt cuộc huynh có phải hàng thật không vậy? Bút đại đạo trầm giọng nói, cậu còn nghi ngờ ta nữa à? Diệp Huyên khẽ thở dài, bây giờ ta còn nghi có phải chủ nhân phái huynh đến để yểm bùa ta nữa không đây này? Bút đại đạo. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi nhìn kìa. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa có một cổng sao, bên ngoài cổng là một mảnh tinh không vô tận. Có một vùng tinh không khác. Diệp Huyên và Vân Kỳ nhìn nhau, sau đó cả hai cùng đẩy nhanh bước chân. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi xuyên qua cổng sao, đến tinh không vô tận kia. Mà trước mặt hai người không xa có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, người này cúi gục đầu, hoàn toàn không có hơi thở. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối. Lúc này, người đàn ông trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, khi thấy Diệp Huyên và Vân Kỳ, ánh mắt của ông ta lập tức lướt ngang qua Diệp Huyên, rơi thẳng vào người Vân Kỳ. Khi nhìn kỹ được Vân Kỳ, ông ta nhíu mày lại, nhưng chẳng mấy chốc, ông ta lại rời ánh mắt sang Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên, ông ta chợt sửng sốt. Diệp Huyên bị người đàn ông trung niên nhìn thì có chút không biết nói gì, ánh mắt người này vô cùng sắc bén, cứ như có thể nhìn thấu được bất kỳ một ai đứng trước mặt ông ta. Rõ ràng người này ít nhất cũng phải là thiên vị cảnh. Đúng lúc này, Vân Kỳ ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, chào ông. Người đàn ông trung niên nhìn Vân Kỳ nghiêm túc hỏi, ông có truyền thừa không? Diệp Huyên, truyền thừa. Diệp Huyên kéo tay áo Vân Kỳ, sau đó nói, thẳng thắn quá. Vân Kỳ lắc đầu, thẳng thắn vậy mới hay. Lúc này, người đàn ông trung niên kia chợt nói, cô nương là người Bắc phái.
Vân Kỳ gật đầu, đúng. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, ta đã từng gặp tổ tiên cô vài lần. Vân Kỳ bỗng cười nói, vậy nên ông sẽ giao truyền thừa cho ta đúng không? Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên im lặng. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, nếu ông không giao cho, ta sẽ phải. Người đàn ông trung niên cười hỏi, cướp à? Vân Kỳ đánh giá người đàn ông một chút, bây giờ thực lực của ông bằng bao nhiêu phần thời kỳ đỉnh cao? Người đàn ông trung niên cười nói, nhà đầu này thật là, người định xem thử thực lực ta như nào rồi mới quyết định à? Vân Kỳ gật đầu, người đàn ông trung niên cười nói, thành thật mà nói, ta lại định giao truyền thừa cho vị tiểu huynh đệ bên cạnh ngươi. Vân Kỳ nói ngay, hắn không cần. Nói rồi, nàng ta quay sang liếc Diệp Huyên một cái, đúng không? Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, nếu ông ấy nhất định chỉ truyền lại cho ta thì ta cũng cần. Vân Kỳ kéo tay áo Diệp Huyên nhắc nhở, ngươi không đánh lại ta đâu. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên kia bỗng nói, các ngươi đến đây gặp ta cũng là một loại duyên phận. Nói rồi, ông ta lại nhìn sang Vân Kỳ, ta có thể chia truyền thừa ra làm hai, mỗi người các ngươi một phần. Dứt lời, ông ta xòe tay ra, hai quyển sách màu đen chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên và Vân Kỳ. Vân Kỳ liếc nhìn quyển sách một lát rồi cất nó đi. Diệp Huyên cũng vội vàng cất sách, sau đó hai người lại quay sang nhìn người đàn ông trung niên. Còn của cải chưa chia? Nhìn ánh mắt của cả hai, người đàn ông trung niên bỗng thấy cạn lời. Sao hai người này cứ như phường giặc cướp vậy? Người đàn ông trung niên lại xòe tay, hai chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên và Vân Kỳ, bên trong nhẫn đều chứa 1 triệu viên đạo tinh. 1 triệu. Diệp Huyên nhíu mày lại. Ít thế. Mà trên mặt Vân Kỳ thì lại nở ra một nụ cười, nhiều đến vậy sao? Không phải Diệp Huyên chê ít, mà là do hắn hơi bất ngờ, người trước mặt này là cường giả thiên vị cảnh đấy. Sao có ít đạo tinh như vậy được? Hoặc có lẽ là hắn đã đánh giá thấp quyền lợi của một pháp thần. Lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên nói, bình thường thôi. Một vị cường giả thiên vị cảnh tuy rất mạnh, nhưng chỉ là một cá nhân, còn pháp thần trông coi vô số pháp tắc vũ trụ, nàng ta muốn tham ô thì bao nhiêu cũng không xuể. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Vậy đạo thần kia chắc chắn có nhiều tiền hơn nữa. Bút Đại Đạo. Lúc này, người đàn ông trung niên bỗng cười nói, hai vị có thể giúp ta một chuyện nhỏ không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vân Kỳ gật đầu, ông nói đi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên do dự một lát rồi bảo, ông nói đi. Người đàn ông trung niên cười, sau khi đại chiến năm đó xảy ra. Tộc nhân của ta e là không được sống tốt. Ta đã giao truyền thừa lại cho các ngươi, nhưng cũng để lại một phần khác, mong là các ngươi mang nó đến cho tộc nhân ta, nếu được thì sau này mong hai vị chăm sóc tộc nhân ta đôi lần. Vân Kỳ gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Huyên cũng gật đầu, không thành vấn đề. Người đàn ông trung niên cười mỉm, đa tạ. Nói rồi, ông ta mở tay ra, một quyển sách chậm rãi bay đến trước mặt hai người, đây là truyền thừa ta để lại cho tộc nhân. Bên trên quyển sách còn có một miếng ngọc bội. Người đàn ông trung niên lại nói, thôi thúc ngọc bội kia là các ngươi sẽ liên lạc được với tộc nhân của ta. Vân Kỳ khẽ gật đầu, chúng ta sẽ giúp ông. Người đàn ông trung niên đáp, đa tạ. Nói rồi, thân thể ông ta cũng dần trở nên hư huyễn. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, đạo thần của đạo giới đã bỏ mình rồi sao? Người đàn ông trung niên trầm mặc một lát rồi nói, đã bị đánh vào quy khư chi địa. Quy khư chi địa. Diệp Huyên không nói gì. Người đàn ông trung niên lại nói, tất nhiên chuyện này đã không còn quan trọng với chúng ta nữa rồi. Năm đó chúng ta tâm cao khí ngạo, tính mạng rẻ hơn cả giấy. Nói rồi, ông ta lắc đầu cười, vạn pháp cũng chỉ là vạn không. Diệp Huyên không nói gì, khẽ thở dài. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nói, tiểu hữu tu luyện cổ chiến thể. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, tiền bối biết cổ chiến thể này. Người đàn ông trung niên gật đầu, biết, năm đó ta cũng từng gặp cổ cô nương một lần, khi ấy cũng từng mời nàng đến đây, nàng cũng đồng ý, nhưng chẳng biết tại sao lại không thấy xuất hiện. Diệp Huyên nói, nàng đánh nhau với chủ nhân Bút Đại Đạo. Đánh thua nên bị trấn áp thôi. Nghe vậy,
Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Diệp Huyên nói, nhưng theo ta được biết, cổ cô nương hình như chỉ là trật tự cảnh. Người đàn ông trung niên cười nói, nàng không đơn giản như vậy đâu, mặc dù chỉ là trật tự cảnh, thế nhưng bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể đạt đến thiên vị cảnh, chỉ là nàng đang ép cảnh giới của mình, muốn tu trật tự cảnh đến cực hạn, sau đó cứ theo tự nhiên lên thẳng đến thiên vị cảnh. Đáng gờm lắm. Nghe vậy, Diệp Huyên mới hiểu được, cổ vẫn luôn che giấu thực lực của bản thân. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nói, tiểu hữu tu luyện cổ chiến thể, nếu vậy ta còn một món quà lớn muốn gửi cho tiểu hữu. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng nói, quà lớn gì? Người đàn ông trung niên cười nói, trước khi vào đây, tiểu hữu có thấy những điểm đen ở ngoài cổng sao không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên nói, những sức mạnh kia đến từ đạo lôi của thiên đạo, đây là thứ đạo thần để lại năm đó, bị ta phong ấn lại nơi đây, có điều vì ý thức của ta ngày càng suy yếu, nên sắp không đủ sức để chèn ép những đạo lôi này nữa, mà tiểu hữu vừa khéo lại có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Diệp Huyên trầm giọng nói, hấp thụ chúng. Người đàn ông trung niên gật đầu, tiểu hữu là cổ chiến thế, nếu hấp thu những đạo lôi này thì chắc chắn thân thể sẽ được cải tạo lại lần nữa. Diệp Huyên nói, nhưng thân thể này của ta không chịu nổi những đạo lôi này. Người đàn ông trung niên cười nói, đó là bởi vì ngươi không để ý phương pháp tu luyện của cổ chiến thể, lát nữa ngươi đi ra ngoài có thể thử vận chuyển tâm pháp cổ chiến thể, tin ta đi, tâm pháp của cổ chiến thể có thể giúp ngươi hấp thụ đạo lôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lát nữa ta sẽ thử xem. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, ông ta nhìn Diệp Huyên một cái, do dự nói, tiểu hữu, ta sắp tan biến hoàn toàn khỏi cuộc đời này rồi, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Diệp Huyên gật đầu, tiền bối hỏi đi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi đang khiêu chiến trật tự của chủ nhân bút đại đạo đúng không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thấy thế, người đàn ông trung niên chợt bật cười ha hả, được. Được lắm. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Vẻ mặt Diệp Huyên khá phức tạp. Hắn biết sở dĩ đối phương giúp mình như vậy có lẽ chính là vì nguyên nhân này. Lúc này đây, Diệp Huyên bỗng thấy hơi xúc động, sau khi hắn dựng thành trật tự của mình xong, nếu sau này trật tự đó có xảy ra vấn đề gì, thì phải chăng cũng sẽ có vô số người chống đối lại mình không? Lúc này, Vân Kỳ ở bên cạnh bỗng nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, gật đầu, cả hai cũng rời khỏi vùng tinh không này, sau khi ra ngoài. Diệp Huyên nhìn những đạo lôi ở xung quanh, hắn quay sang nhìn Vân Kỳ, có thể hộ pháp giúp ta một chút không? Vân Kỳ gật đầu, được. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, có tính phí không? Vân Kỳ đáp, ngươi cho ta vài đồng là được. Diệp Huyên không nói gì, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển tâm pháp cổ chiến thể, chẳng mấy chốc, những đạo lôi xung quanh hắn đã bắt đầu rung động. Diệp Huyên nói, Vân Kỳ cô nương. Trước tiên thả một vài đạo lôi vào đây đi. Tất nhiên hắn không dám hấp thu quá nhiều đạo lôi một lần, bây giờ thân thể hắn vẫn chưa thể chịu đựng được nhiều như vậy, nên hắn chỉ có thể thử từng chút một, hấp thu từng tí. Nghe Diệp Huyên nói thế, Vân Kỳ gật gật đầu, sau đó thả một vài đạo lôi, sau đó thả một vài đạo lôi đi vào, khi những điểm đen ấy tiếp xúc với thân thể Diệp Huyên, thân thể hắn lập tức run lên kịch liệt, sau đó dần bị ăn mòn. Diệp Huyên vội vàng thúc giục tâm pháp, chẳng mấy chốc, trên thân thể Diệp Huyên xuất hiện vô số kim quang li ti, cùng lúc ấy, những đạo lôi kia bị hút vào cơ thể hắn. Thân thể Diệp Huyên run lên bần bật. Diệp Huyên kinh hãi trong lòng, hắn vẫn còn đánh giá thấp những đạo lôi này quá, sức mạnh của chúng thật sự vô cùng kinh khủng. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, ngươi không sao chứ? Diệp Huyên trầm giọng nói, không sao cả, ta vẫn có thể trụ được. Vân Kỳ khẽ gật đầu. Người phải trụ được, nếu không đồ của người thuộc về ta hết đấy nhé. Nghe vậy, Diệp Huyên suýt chút nữa phun ra một búng máu. Mẹ nó chứ. Người phụ nữ này vẫn đang giáp tâm lấy đồ của hắn. Diệp Huyên vội vã tính khí ngưng thần. Câu nói vừa nãy suýt nữa khiến công sức hắn đổ sông đổ bể rồi. Hắn không nói chuyện với Vân Kỳ nữa mà tiếp tục vận chuyển tâm pháp trong cơ thể, theo tâm pháp cổ chiến thể vận chuyển. Cơ thể hắn bắt đầu hấp thu những đạo lôi kia. Vân Kỳ ở bên cạnh tò mò quan sát Diệp Huyên, ánh mắt kia cứ như đang ngắm nghía món bảo vật gì đó. Khoảng chừng một canh giờ sau,
Diệp Huyên bắt đầu hấp thu đạo lôi nhiều hơn, bây giờ thân thể hắn đã dần quen được với những đạo lôi, điều này khiến Diệp Huyên phấn khích không thôi. Như lời người đàn ông trung niên kia nói, nếu hắn hấp thu hết những đạo lôi này thì cổ chiến thể chắc chắn sẽ được nâng cao lên một bậc. Cứ thế, thời gian từng lúc trôi qua, Vân Kỳ thấy thân thể Diệp Huyên bắt đầu dần dần biến chất, không khỏi thầm thấy đáng tiếc. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu những đạo lôi kia, vô số đạo lôi ở xung quanh nhanh chóng bị hút về phía Diệp Huyên. Thân thể hắn bây giờ đã hoàn toàn thích nghi được với những đạo lôi này rồi. Không thể không nói, hắn đã đánh giá thấp cơ thể lẫn tâm pháp của bản thân. Tâm pháp cổ chiến thể này thật sự rất nghịch thiên. Cứ thế, 3 ngày sau, Diệp Huyên đã hấp thụ được sạch những đạo lôi ở xung quanh đây. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên không trung, thân thể hắn dần rung lên, mà không biết qua bao lâu sau, hắn lại trở về trạng thái bình thường. Vân Kỳ ở bên cạnh tò mò đánh giá Diệp Huyên, nàng ta có thể cảm giác được thân thể Diệp Huyên đã xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Đúng lúc này, Diệp Huyên chợt mở mắt, trong con người có 2 luồng hắc lôi hiện lên. Trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, chớp mắt, thời không 4 phía sôi sục lên, vô số ánh chớp lấp lóe xẹt ngang qua. Diệp Huyên hít sâu một hơi, mở tay ra, sau đó xiết lại, trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời nứt ra thành một hình mạng nhện. Lúc này, Vân Kỳ ở cạnh đột nhiên gật gù, thân thể ngươi như này chịu đòn đỉnh phải biết. Có thể làm khiên thịt. Diệp Huyên. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đi họp thường niên, như dự đoán, tôi là người đẹp trai nhất. Lời của Vân Kỳ khiến Diệp Huyên không biết phải nói gì. Sao cứ có cảm giác như tất cả thể tu đang bị nàng ta mỉa mai ấy nhỉ? Chợt nghe nàng ta nói, người gây ra động tĩnh quá lớn, có thể khiến rất nhiều người tìm đến, chúng ta phải đi ngay. Diệp Huyên gật đầu, được. Nhưng ngay khi 2 người vừa rậm rời đi thì đã bị vài luồng khí tức hùng mạnh tấn công từ xa. Diệp Huyên không khỏi cau mày. Vân Kỳ thì lại bình thản vô cùng. Bỗng có 3 người xuất hiện trước mặt họ, gồm một lão già cầm đầu và 2 người đàn ông trung niên theo sau. Lão già nhìn 2 người, các ngươi đã lấy được truyền thừa của cường giả thiên vị cảnh. Diệp Huyên vừa mở miệng thì Vân Kỳ đã gật đầu, chính xác, ta và hắn chia đôi. Diệp Huyên im luôn. Câu trả lời của Vân Kỳ khiến ánh mắt 3 người kia như được nhóm lửa. Nàng ta bỗng vung một mảnh gỗ ra, nhìn cái này đi. Lão già thấy vật ấy thì biến sắc, ngươi. Ngươi là người Bắc phái. Vân Kỳ gật đầu, đúng vậy. Lão già vội vàng thi lễ đầy cung kính, run rẩy nói, là ta thất lễ, mong cô nương thứ tội. Vân Kỳ, để tài sản lại, cút đi. 3 người vội vàng lấy nhẫn chứa đồ trên người ra, đặt xuống đất rồi mất dạng ở cuối chân trời. Vân Kỳ vươn tay, gọi 3 chiếc nhẫn bay đến, đoạn nhăn nhó cảm giảm, nghèo khiếp. Nhưng lấy thì vẫn lấy. Diệp Huyên hỏi, Bắc phái lợi hại lắm sao? Vân Kỳ quay lại nhìn, người chưa từng nghe qua. Hắn lắc đầu, chưa. Vân Kỳ khẽ gật, chưa thì thôi vậy. Sau đó cất bước đi về phía núi lâm giới. Diệp Huyên nhún vai rồi đi theo. Chợt nghe Vân Kỳ hỏi, ta quên mất, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên, vũ trụ tứ phương, cô từng nghe qua chưa? Vân Kỳ gật gù, vũ trụ tứ phương, có nghe, nhưng chưa đến bao giờ. Diệp Huyên, còn cô thì sao? Vân Kỳ, một trong tam giới bắc giới. Diệp Huyên lắc đầu, cũng chưa nghe bao giờ. Vân Kỳ nhìn hắn, trông ngươi như con nhà giàu vậy. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Vân Kỳ tiếp lời, ban nãy ta thấy ngươi cầm 1 triệu đạo tinh trong tay mà chẳng có gì gọi là hào hứng, ngược lại còn ra vẻ chê bai. Rồi đến truyền thừa của thiên vị cảnh, ngươi cũng không tỏ ra phấn khích gì, đến giờ còn không thèm nhìn. Nàng ta lắc đầu, không vì ngươi trông bình tĩnh như vậy thì ta cũng nổi cơn giết người cướp của rồi. À chỉ nói đùa thôi nhé, ta sống có nguyên tắc lắm. Diệp Huyên, ta có thể nhìn ra. Vân Kỳ lại hỏi, ngươi có nhiều tiền lắm đúng không? Hắn lắc đầu ngay, không hề. Vân Kỳ nhìn hắn với vẻ bất mãn, ta đã nói ta sẽ không giết người cướp của rồi mà. Diệp Huyên im lặng nghĩ, ban nãy chẳng phải cô vừa cướp hết tài sản của người ta ư?
Vân Kỳ lại nói, cường giả thiên vị cảnh ban nãy nói người muốn lật đổ trật tự của chủ nhân bút đại đạo, lời này là thật sao? Diệp Huyên hỏi lại, bắc phái của các cô cũng muốn tạo phản chống lại y. Vân Kỳ lắc đầu, không dám. Diệp Huyên nhíu mày, không dám. Vân Kỳ, đương nhiên không dám rồi. Nàng ta nhìn quanh quất một hồi, nói, mấy cường giả nơi này thời xưa tự cho rằng mình người đông thế mạnh nên chống lại đạo môn, ai dè bọn họ chỉ phái một thiên đạo ra đã tiêu diệt tất cả. Nàng ta lắc đầu, thảm thiết lắm. Diệp Huyên. Lúc này, hai người đã đi đến chân núi lâm giới, cách đó không xa là một dòng sông trong vắt thấy được cả đáy nước. Vân Kỳ thì thầm, nghe nói ở đây có thước lâm giới trong truyền thuyết. Diệp Huyên tò mò hỏi lại, thước lâm giới. Vân Kỳ gật đầu, đứng hạng ba trong bảng thần khí tam giới, có được là đảm bảo phát tài. Diệp Huyên, vậy hai hạng nhất nhì là gì? Vân Kỳ cười, hạng hai là đạo đao nằm trong tay thiên đạo tam giới, lợi hại vô cùng, chặt xuống một phát là biến người thành tám khúc ngay. Diệp Huyên. Vân Kỳ, hạng nhất là ấn tam giới trong truyền thuyết, do chủ nhân bút đại đạo chế tạo năm xưa, chứa lực lượng pháp đạo của tam giới, một khi quăng ra thì cường giả thiên vị cảnh cũng thành hư vô. Nàng ta xòe tay, gọi một cái ấn màu vàng xuất hiện. Nó chỉ lớn bằng nắm tay, toàn thân vàng rực, bên trên có hai dòng phù văn một đen một trắng. Vân Kỳ, ta có mô phỏng lại một cái. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô mô phỏng. Vân Kỳ gật đầu, thật ra ta là thợ rèn, có thể tạo ra rất nhiều thức, nhưng giỏi nhất là mô phỏng. Thần vật gì ta cũng mô phỏng lại được. Nàng ta nhìn hắn, người có bảo vật nào hay ho không, mang ra cho ta nhìn thử. Diệp Huyên lắc đầu nguầy nguậy, không có gì hết. Vân Kỳ cào nhau, kỳ bo. Diệp Huyên im lặng. Vân Kỳ thu ấn tam giới kia về, nếu tìm được thước lâm giới thì ta có thể mô phỏng chế tạo lại. Rồi bán với giá 10 triệu đạo tinh một cây, 10 cây là 100 triệu. Nàng ta mỉm cười, muốn phất nhanh thì chỉ có đi buôn hàng giả thôi. Diệp Huyên tò mò, hàng mô phỏng của cô kém hàng thật bao nhiêu phần uy lực. Vân Kỳ nghĩ ngợi một hồi, nói chỉ bằng được 7 phần thôi. Diệp Huyên câm nín. Má ơi! Thế đã vô lý lắm rồi. Lại nghe Vân Kỳ thở dài. Gần đây việc nghiên cứu của ta hao tiền tốn của quá, bác phái hết ngân sách cho ta rồi nên đành phải tự đi kiếm tiền thôi. Nàng ta nhìn núi lâm giới nơi xa, nghe nói thiên lâm giới, cường giả thiên vị cảnh từng bỏ mạng ở đây. Ta từng đi tìm hiểu, biết người này có rất nhiều di sản, giá trị con người cứ gọi là liên thành. Diệp Huyên, vậy chúng ta lên núi nhìn xem. Vân Kỳ gật đầu. Đương lúc cả hai chuẩn bị qua sông thì mặt nước bỗng sôi lên sùng sục làm Diệp Huyên nhíu mày. Sau đó, một ông lão bất ngờ xuất hiện về phía tay phải họ. Ông ta ngồi bên bờ sông, tay cầm tẩu thuốc, lạnh lùng nhìn hai người. Vân Kỳ nhìn lại, ông làm gì đấy? Ông lão nheo mắt, không được phép lên núi. Vân Kỳ quan sát ông ta, mới đến tiểu trật tự cảnh. Yếu xìu. Diệp Huyên câm lặng nghĩ. Sao cô gái này mở mồm là cứ như dao đâm thế? Quả nhiên, ông lão kia giận dữ bật thốt, láo xược. Ngươi! Vân Kỳ lập tức lấy lệnh bài ra, nhìn xem đây là gì. Ông lão lập tức sửng sốt, ngươi! Ngươi là người bắc phái. Vân Kỳ gật đầu. Sắc mặt ông lão lập tức tệ đi trông thấy. Vân Kỳ, ông là ai? Ông lão do dự, ta là người trông núi nơi này. Ngữ khí hỏa hoãn hơn rất nhiều. Vân Kỳ, ai bảo ông canh giữ? Thiên lâm giới. Ông lão lắc đầu, không phải, là. Vân Kỳ nhíu mày, đừng nói ông chỉ là trông coi bình thường đấy chứ. Ông lão nghe vậy thì lúng túng. Diệp Huyên cũng im luôn. Cứ tưởng đại lão phương nào, hóa ra chỉ là một tên gác cửa. Vân Kỳ bỗng nhìn về phía núi, có người đi lên rồi. Diệp Huyên gật đầu. Vân Kỳ, chúng ta cũng lên thôi. Sau đó cả hai lên núi. Ông lão kia vội vàng tránh đường, không dám cản trở người bắc phái. Vân Kỳ và Diệp Huyên tăng tốc lên đường. Không lâu sau họ đã đến đỉnh núi, thấy nơi ấy đã có 6 người đứng sẵn, hai trong số đó đang vung kiếm rằng co căng thẳng với nhau. Sự xuất hiện của Vân Kỳ và Diệp Huyên khiến cả 6 ngạc nhiên rồi bày ra vẻ đề phòng.
Một ông lão trong đó cau mày nói, ngươi là người Bắc Phái. Bắc Phái, cái tên này khiến năm người còn lại biến sắc, ánh mắt nhìn Vân Kỳ đã mang theo vẻ kiêng dè. Vân Kỳ không để ý đến họ mà nhìn quanh khắp nơi, sau đó thấy được một gian nhà lá gần đó. Nàng ta nhếch môi. Sáu người kia càng bày ra vẻ đề phòng. Ông lão dẫn đầu thấp giọng nói, các hạ, gian nhà kia vốn nằm trong bí cảnh, chúng ta hợp sức phá trận mới rời ra được. Vân Kỳ gật gù, vất vả rồi. Sáu người. Thấy nàng ta lại nhìn gian nhà, ông lão kia nhíu mày, tay phải siết lại. Bảo vật sắp đến tay, sao có thể nhường cho kẻ khác? Vân Kỳ chợt nói, các ngươi đã tìm được thì chúng ta không cần nữa. Sau đó nói với Diệp Huyên, đi thôi. Rồi lập tức xoay người rời đi. Diệp Huyên thấy thế thì ngơ ra, cô gái này nói đi là đi thật à. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà rời đi theo. Dưới ánh mắt chòng chọc của sáu người kia, hai người họ rời đi, chẳng mấy chốc đã xuống đến chân núi. Ông lão trên đỉnh núi thì thầm, họ chắc chắn đang chờ chúng ta giết nhau, để làm ngư ông đắc lợi. Rồi nói với năm người kia, bảo vật của thiên lâm giới, chắc chắn không ai có thể tư tàng một mình. Ta đề nghị chúng ta chia đều cho nhau, các ngươi thấy thế nào? Sau một hồi im lặng, bọn họ gật đầu. Ông lão nói đúng, đã không thể nuốt trọn một mình thì chỉ có thể chia ra. Đạt thành thỏa thuận rồi, sáu người đi vào gian nhà lá. Dưới chân núi, Diệp Huyên hỏi Vân Kỳ, không cần nữa thật sao? Vân Kỳ gật đầu, đương nhiên, họ lấy được thì là của họ. Diệp Huyên cười, nói cũng phải. Bỗng nhiên có sáu tiếng kêu thét thê thảm vọng xuống từ trên núi, sau đó đột ngột im bặt. Diệp Huyên quay phát lên nhìn, lại nghe Vân Kỳ nói, bây giờ đi lên được rồi. Sau đó xoay người lên núi. Diệp Huyên đi theo, cô biết họ sẽ chết ư. Vân Kỳ xòe tay đẩy một quyển trục sang, Diệp Huyên mở ra, thấy bên trên là ba chữ thiên lâm giới. Hắn lật sang mặt sau, thấy hai chữ chưa chết. Chưa chết. Diệp Huyên giật mình. Vân Kỳ nhìn hắn, thiên lâm giới đến đây chữa thương, lẩn trốn đạo môn, vậy mà đám kia lại còn hao tâm tốn sức di rời người ta đi mất, người nói không phải tự đi tìm chết thì là gì. Diệp Huyên hạ giọng, chúng ta đi đến đó, chẳng lẽ sẽ không bị đánh. Vân Kỳ, ta có chống lưng mà. Diệp Huyên im lặng. Vân Kỳ nhìn hắn, dựa dẫm người thân có gì mất mặt à? Diệp Huyên chân thành nói, đương nhiên là không. Vân Kỳ gật đầu, ta cũng thấy vậy, đúng là anh hùng hiểu ý nhau mà. Hai người một lần nữa lên đường, khi lên đến đỉnh núi, sáu người kia đã không còn ở đây, tất nhiên là đã về chầu trời cả. Nhưng gian nhà lá thì vẫn còn. Diệp Huyên nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước đó. Ông ta mặc áo gấm giản dị, lưng đeo hai cây thương, ánh mắt lạnh buốt. Chân mày ông ta nhăn lại khi thấy Vân Kỳ và Diệp Huyên xuất hiện, sau đó nhanh chóng tập trung vào Diệp Huyên. Vân Kỳ thấy vậy thì ngây ngẩn, cũng vội vã đánh giá người kế bên. Diệp Huyên lại hỏi, cô nhìn ta làm gì? Vân Kỳ, hình như ai cũng đề phòng ngươi hết. Đề phòng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông kia, đâu có đâu hả? Vân Kỳ lắc đầu, hỏi ông ta, ông là thiên lâm giới. Đối phương chỉ đáp, Bắc Phái. Vân Kỳ gật đầu. Thiên lâm giới hỏi sau một hồi im lặng, các ngươi đến đây làm gì? Ngữ khí ôn hòa đi rất nhiều. Bởi ông ta không trêu vào hai người này được. Vân Kỳ chớp mắt, ông có truyền thừa gì không? Thiên lâm giới nhìn nàng ta, không có. Không có. Vân Kỳ nhíu mày, không có. Thiên lâm giới lắp lại, không có. Vân Kỳ, bây giờ chỉ có hai chúng ta biết ông còn sống, đạo môn thì chưa, ông có định giết người diệt khẩu không? Thiên lâm giới im lặng nhìn nàng ta. Diệp Huyên kéo tay áo nàng, hăm dọa là không tốt. Vân Kỳ, vậy ngươi lên nói đi. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, nói chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Tiền bối cứ tiếp tục chữa thương đi. Người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không chơi trò mật báo gì đâu. Vân Kỳ hùa theo, tuyệt đối không, trừ khi quá nghèo. Diệp Huyên cứng ngắc, thiên lâm giới không nổi giận mà chỉ nhìn Vân Kỳ, mấy năm nay ta quả thật không được tốt lắm. Thật sự không có tiền của gì,
Về phần truyền thừa, người Bắc phái như cô hẳn cũng không đặt nó vào mắt. Ông ta chỉ tay về bên phải, đi thêm nghìn dặm nữa sẽ có một hang động tên Thiên Phủ. Năm xưa Vạn Lực từng chữa thương nơi đó, ta không biết y có còn sống hay không, nhưng y có rất nhiều bảo vật, các ngươi có thể thử xem. Vân Kỳ và Diệp Huyên đồng loạt nhìn theo. Vân Kỳ hỏi, Thước Lâm Giới nằm trong tay ông đúng không? Thiên Lâm Giới lập tức nheo mắt, một tia lạnh lùng lóe lên trong đồng tử. Vân Kỳ, chừng nào còn giữ nó, ông sẽ gặp tai họa. Thiên Lâm Giới hạ giọng, hay ngươi định mật báo? Vân Kỳ cười, nếu ông còn ẩn nấp thì có thể kéo dài hơi tàn thêm chút nữa, nhưng bây giờ... Nàng ta vươn tay, đẩy một quyển trục sang cho Thiên Lâm Giới. Ông ta mở ra nhìn, sắc mặt lập tức sạm lại. Vân Kỳ, ta có được nó, người khác cũng có thể. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong, ông có lẽ sẽ không sợ, nhưng bây giờ... Nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu, ông bằng được bao nhiêu phần khi ấy? Thiên Lâm Giới không đáp. Vân Kỳ nhìn ông ta, dám bỏ thì mới có được. Thiên Lâm Giới vẫn im lặng. Vân Kỳ khẽ cười, nói với Diệp Huyên, chúng ta đi. Thiên Lâm Giới bỗng lên tiếng, nếu ta đưa nó cho cô, ta sẽ được ích lợi gì? Vân Kỳ quay lại nhìn, ta nói lời này hơi phũ phàng, nhưng ông nghĩ ông có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Sắc mặt Thiên Lâm Giới kém hẳn đi. Vân Kỳ không nói gì thêm, xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Thiên Lâm Giới bỗng nói, ta cho cô. Vân Kỳ không thèm quay lại, không thèm. Thiên Lâm Giới. Vân Kỳ và Diệp Huyên vừa đặt chân xuống núi thì cảm nhận được mười mấy khí tức kinh khủng lướt qua chân trời, xông thẳng lên núi. Thấp nhất trong đó cũng đã đến trật tự cảnh, mà người cầm đầu còn là thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh. Đội ngũ này khiến Diệp Huyên đanh mặt lại. Sau đó, có tiếng gầm phẫn nộ của Thiên Lâm Giới vang lên từ đỉnh núi, láo toét. Theo sau là hàng loạt tiếng nổ ầm vang, tản ra luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Toàn bộ ngọn núi Lâm Giới hóa thành cát bụi trong phút chốc. A! À, một tiếng kêu thê lương vang vọng khắp chân trời. Vân Kỳ khẽ khàng lắc đầu. Diệp Huyên nhìn lên, thấy những khí tức kia đang rút lui. Hắn hỏi, bọn họ là ai? Vân Kỳ, Thiên Tông của Thiên Giới, một trong tam giới. Thiên Tông. Diệp Huyên, Bắc Phái với Thiên Tông ai lợi hại hơn? Vân Kỳ đáp ngay, Bắc Phái. Diệp Huyên ra chiều khó hiểu, thế sao ban nãy cô không lấy cây thước đi? Vân Kỳ lắc đầu, tên Thiên Lâm Giới đó làm ta phát ghét. Đã là cường giả thiên vị cảnh rồi mà còn thiếu quyết đoán như vậy, đúng là quá thất vọng. Ông ta đã không muốn từ bỏ thì ta còn cần làm gì? Để ông ta chết đi. Diệp Huyên. Vân Kỳ, chúng ta đến thiên phủ kia xem. Diệp Huyên gật đầu. Hai người lên đường đến thiên phủ. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì, quay sang hỏi Vân Kỳ, Thiên Lâm Giới thật sự cứ thế mà chết sao? Vân Kỳ gật đầu, Thiên Tông sẽ không cho phép ông ta còn sống. Bọn họ tuy không sợ cường giả thiên vị cảnh, nhưng nếu ông ta hồi phục rồi âm thầm trả thù thì cũng phải sợ. Diệp Huyên gật đầu, không hỏi gì thêm. Quả thật, Thiên Lâm Giới quá thiếu quyết đoán. Vân Kỳ lại nói, ta đã cho ông ta một cơ hội khi nói rằng người ngoài đã biết chuyện ông ta còn sống, nhưng có lẽ ông ta vẫn cho rằng mình gặp may. Nàng ta lắc đầu, chẳng hiểu sao người này lại tu được đến thiên vị cảnh nữa. Chịu luôn, đời người không thể luôn luôn hoàn hảo. Phải biết từ bỏ mới có được cái khác. Người nào quá xem trọng vật ngoài thân, không biết buông bỏ thì sớm muội gì cũng tự hại mình. Diệp Huyên cười, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đến thiên phủ thôi, biết đâu thu hoạch được gì mới. Vân Kỳ gật đầu, được. Đúng lúc này, một lão già bất thình lình xuất hiện trước mặt họ. Diệp Huyên không khỏi cau mày, bởi đây chính là người đã dẫn đầu đội ngũ đến giết Thiên Lâm Giới. Lão ta im lặng nhìn Vân Kỳ. Nàng ta vung tay chỉ sang bên, cút. Diệp Huyên. Lão già quan sát thêm một hồi rồi xoay người biến mất ở chân trời. Diệp Huyên đi đến bên Vân Kỳ, bọn họ thua các cô nhiều lắm à? Vân Kỳ cũng không hẳn. Diệp Huyên, vậy sao lão sợ cô dữ vậy? Vân Kỳ nhìn hắn, chẳng lẽ trông ta không giống cao thủ ư? Rồi cất bước đi tới. Diệp Huyên cạn lời nhìn theo.
Dọc đường đi đến nay, hắn mãi chẳng thấy Vân Kỳ ra tay lần nào, gặp phải nguy hiểm đều dùng thần vật mà thoát. Nàng ta thật sự là cao thủ à? Diệp Huyên tỉ mỉ quan sát một hồi, trong lòng tấm tắc công nhận vóc dáng đối phương quả thật rất tuyệt. Ở một bên khác, lão già Thiên Tông đã rời đi ban nãy đang quan sát hai người đi xa, đứng bên lão ta là mười mấy cường giả trật tự cảnh đỉnh cao. Một người đàn ông trung niên phía sau lão ta hỏi, lão Dương, vì sao người này lại ở đây? Lão Dương lắc đầu, không biết. Người đàn ông do dự, liệu nàng ta có ảnh hưởng đến? Lão Dương im lặng một hồi mới nói, nhớ kỹ, không được trêu chọc nàng ta. Rồi xoay người biến mất. Số còn lại nhanh chóng đi theo. Diệp Huyên và Vân Kỳ đi đến chân núi nọ rồi ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ trước mặt. Vân Kỳ thì thầm, Thiên Lâm giới nói nơi đây có động phủ, là ở đâu chứ? Diệp Huyên nhìn qua một lượt nhưng không phát hiện được gì cả. Vân Kỳ, chắc là dùng cách gì đó che mắt rồi. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, dùng cây bút của ngươi tìm thử xem. Diệp Huyên gật đầu, gọi bút đại đạo xuất hiện, tiểu bút, giúp ta nhìn xem. Bút đại đạo, đại ca à, ta không phải máy dò bảo vật, không có chức năng này. Diệp Huyên nhếch môi, huynh giúp ta nhìn xem có nơi nào đặc biệt không là được. Bút đại đạo im lặng một lát sau mới nói, không có nơi nào cả. Diệp Huyên nín luôn. Bút đại đạo tiếp tục, nhưng có khí tức linh hồn, tuy rất nhạt. Diệp Huyên nghe vậy thì híp mắt lại, ở đâu? Bút đại đạo, ta chỉ cảm nhận được khí tức mơ hồ của nó, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết. Diệp Huyên xa sầm mặt. Không cảm nhận được vị trí. Bút đại đạo lại nói, ta không làm được nhưng tiểu hồn thì được đấy. Tiểu hồn. Diệp Huyên giật mình, sao hắn lại quên tiểu hồn cơ chứ? Thế là vội vàng lấy kiếm Thanh Huyên ra. Vân Kỳ thấy thanh kiếm thì sáng mắt lên, ố, kiếm của ngươi, được nha. Nàng ta sấn tới, vươn tay chạm vào thân kiếm. Diệp Huyên đanh mặt nói, chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Vân Kỳ lại lắc đầu kèm thở dài, không không không. Thanh kiếm này tuyệt đối không bình thường, mà phải là vô cùng kỳ diệu. Nàng ta nhìn hắn, ai làm ra nó? Diệp Huyên, muội muội ta. Vân Kỳ gật gù, đúng là một người cực kỳ lợi hại. Không biết từ lúc nào mà nàng ta đã cầm kiếm Thanh Huyên, vừa ngắm nghía vừa than thở, kiếm tốt. Tốt quá đi mất, Diệp Huyên cảnh giác nhìn lên, có phải cô đang định giết người cướp kiếm đấy không? Vân Kỳ chớp mắt, đừng nói bậy bạ, ta nào phải người như thế. Diệp Huyên nghẹn lời. Cô còn dám nói không? Bà mẹ cha nó. Thằng này cảm nhận được sát ý rồi này. Thấy Vân Kỳ tỏ vẻ yêu thích sâu đậm đến vậy, Diệp Huyên không biết phải nói gì. Sau đó lại thấy nàng ta trả kiếm trong tiếng thở dài thườn thượt đây, trả ngươi. Diệp Huyên, không ngắm nữa à? Vân Kỳ lắc đầu. Ngắm bao nhiêu nữa cũng không phải của mình, hầy. Diệp Huyên bật cười rồi nói với kiếm Thanh Huyên, tiểu hồn, cảm nhận thử xem. Thanh kiếm khẽ rung lên rồi biến mất. Xoẹt. Ngọn núi kia và thời không bị một nhát kiếm trẻ làm đôi. Không ngờ bên trong lại là một cổng sao. Diệp Huyên và Vân Kỳ nhìn nhau rồi đồng thời biến mất tại chỗ. Đi qua cổng sao rồi, hai người đặt chân đến một vùng tinh không. Nơi có một người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng gần đó. Chính là Vạn Lực. Một trong sáu cường giả thiên vị cảnh năm xưa. Ông ta cất giọng, có thể tìm đến tâm vũ trụ của ta. Đúng là không đơn giản. Rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Huyên hỏi, tiền bối còn sống chứ? Vạn Lực nhàn nhạt nói, nếu không thì sao? Diệp Huyên cười gượng, tiền bối lợi hại. Vạn Lực liếc nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, không nói gì. Như nghĩ đến gì đó, ông ta hỏi Vân Kỳ, người đến từ Bắc Phái. Nàng ta gật đầu, đúng vậy. Vạn Lực thở dài, các ngươi muốn gì? Vân Kỳ nói ngay, truyền thừa và bảo vật. Diệp Huyên gật đầu hùa theo. Vạn Lực im lặng một hồi mới nói, ta không có cả hai. Vân Kỳ, Thiên Lâm giới nói ông có. Vạn Lực lập tức chửi thề, chó má. Thấy Vân Kỳ nhíu mày, ông ta mới chần chừ thêm vào, không nói các ngươi. Vân Kỳ lãnh đạm nói,
dù sao bọn ta cũng đến rồi, ông cũng không thể để chúng ta ra về tay không chứ hả? Vạn Lực không đáp. Nếu là người bình thường thì ông ta đã ra tay tiêu diệt rồi. Tuy vết thương chưa hoàn toàn khôi phục, sức mạnh không bằng thời kỳ đỉnh phong nhưng Vạn Lực cũng không yếu đến mức mặc người chèn ép. Vấn đề là ông ta không dám đánh hai người này. Một người đến từ Bắc Phái, thế lực ông ta không thể trêu vào, người còn lại không rõ lai lịch. Khoan nói tới thứ khác, nội thanh kiếm của hắn đã không đơn giản rồi. Hơn nữa hắn còn là người thiên mệnh. Điều đáng sợ nhất là ông ta thấy được một trật tự mới đã thành lập trong người thanh niên này, mà nó lại nằm bên ngoài, không thuộc về trật tự do chủ nhân Bút Đại Đạo tạo ra. Có nghĩa là gì? Nghĩa là thanh niên này là một người tạo phản. Trật tự cảnh được chia ra làm hai loại, một là trật tự của chủ nhân Bút Đại Đạo, hai là trật tự nằm bên ngoài cái thứ nhất. Trật tự thứ nhất thật ra không có gì đáng sợ, bởi nó nằm trong trật tự mà chủ nhân Bút Đại Đạo tạo ra, tuy mang tên trật tự cảnh nhưng vẫn phải tuân theo trật tự của y, vì thế có tên nội trật tự. Nhưng loại còn lại chính là ngoại trật tự. Sở dĩ có rất ít người biết đến cái thứ hai là vì gần như không có cường giả ngoại trật tự nào. Hầu như là con số không. Ít nhất thì ông ta chưa từng gặp qua. Ngoại trật tự nghĩa là có ý muốn lật đổ trật tự của chủ nhân Bút Đại Đạo. Muốn tạo phản, hỏi y làm sao có thể cho qua. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được. Lại còn là một người thoạt nhìn trói gà không chặt. Ông ta không thể trêu vào cả hai người này. Vân Kỳ chợt nói, ông có lòng chút đi. Vạn Lực thở dài, hai vị à, ta ẩn nấp trong đây suốt bao năm, dạo gần đây đều là ăn mày quá khứ mà sống, các ngươi nói xem ta có được bao nhiêu tiền chứ. Vân Kỳ, thế thì chúng ta đi đây, ông đừng hối hận. Vạn Lực lập tức sầm mặt. Cô gái này định làm gì? Vân Kỳ quay sang Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người rời đi. Bỗng nghe Vạn Lực nói, đợi đã. Hai người dừng bước xoay lại, thấy Vạn Lực trần trừ một hồi mới nói, hai vị có lý, đã đến đây thì sao có thể ra về tay không? Đoạn vươn tay đẩy hai chiếc nhẫn chứa đổ sang. Mỗi chiếc chứa 10 triệu đạo tinh. Vân Kỳ thu nhẫn vào, cảm ơn ha. Vạn Lực. Diệp Huyên cũng cất nhẫn vào, hỏi tiền bối ở đây chị thương sao? Vạn Lực gật đầu, cũng là để lẩn tránh đạo môn. Diệp Huyên nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Sắc mặt Vạn Lực chợt trở nên kỳ lạ, người không biết tâm vũ trụ. Diệp Huyên lắc đầu. Vạn Lực câm nín. Mẹ nó! Tên này làm thế nào mà sống được đến bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ tạo phản dễ lắm à? Hay chủ nhân Bút Đại Đạo ngủ mất rồi? Diệp Huyên mở miệng hỏi, tâm vũ trụ là gì? Vân Kỳ, là vũ trụ mà cường giả cấp bậc thiên vị cảnh có thể độc lập sáng tạo ra. Ở trong tâm vũ trụ, thân phận của họ không khác gì chủ nhân Bút Đại Đạo vậy. Diệp Huyên gật gù, ta hiểu rồi. Rồi lại hỏi, nếu ông ra ngoài thì sẽ bị đạo môn giết sao? Vạn Lực gật đầu, không chỉ đạo môn mà còn, dù sao thực lực của ta bây giờ không bằng thời đỉnh cao nữa. Diệp Huyên, ông có muốn đi theo ta không? Vạn Lực nghe vậy thì giật mình. Vân Kỳ cũng ngạc nhiên không kém. Diệp Huyên cười, ta nói thật không giỡn. Vạn Lực chần chừ, ta thích được tự do hơn. Diệp Huyên cũng không ép buộc nữa, chỉ gật đầu nói, vậy bảo trọng. Rồi quay sang Vân Kỳ, chúng ta đi. Vân Kỳ gật đầu, hai người rời đi. Vạn Lực nhìn họ đi mất, không biết nên nói gì. Bảo ông ta đi theo hắn. Chẳng biết tên này nghĩ thế nào nữa, ông ta đã đến thiên vị cảnh, mà hắn thì sao? Mới có thiện ác cảnh. Bảo thiên vị cảnh đi theo thiện ác cảnh. Nghĩ cũng không dám. Rời khỏi tâm vũ trụ kia rồi, Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi buông tiếng thở dài. Vân Kỳ nhìn sang, người thở ngắn than dài làm gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, ta đến đây để rèn luyện, tức là tìm người đánh nhau, vậy mà đến giờ vẫn chưa đánh được trận nào. Ôi, Vân Kỳ cười, ngươi muốn tìm đối thủ cũng không dễ. Mạnh quá thì ngươi đánh không lại, yếu quá thì lại không có gì vui. Nàng ta quan sát hắn, thực lực của ngươi hiện nay chỉ đủ để giao thủ cùng cường giả thiên vị cảnh, bởi vì thân xác ngươi là quá mạnh, nhưng gặp phải thiên vị cảnh hàng thật giá thật thì ngươi chơi không lại.
nhưng đối phương muốn giết ngươi cũng không phải chuyện dễ. Diệp Huyên cười cười, hỏi, Vân cô nương sắp trở về sao? Vân Kỳ lắc đầu, ta còn phải đi đến nơi cuối cùng, thiên táng chi địa. Diệp Huyên nhíu mày, thiên táng chi địa. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Rồi nhìn về phương xa, là nơi thiên đạo năm xưa bị giết, vì vậy cũng là nơi nguy hiểm nhất chốn này. Thiên đạo. Vân Kỳ hỏi hắn, muốn đi cùng không? Diệp Huyên gật đầu, đi xem. Vân Kỳ gật đầu rồi dẫn hắn đi về phương xa. Trên đường đi, nàng ta bỗng nói, trông ngươi có vẻ không hề sợ cường giả thiên vị cảnh. Diệp Huyên đáp lại theo phản xạ, vì sao phải sợ? Nói xong thì rơi vào im lặng. Vân Kỳ liếc hắn, cười cười, chỉ mới đến thiện ác cảnh mà không sợ thiên vị cảnh, đây mà là bình thường sao? Diệp Huyên cong môi, cô muốn nói điều gì? Vân Kỳ, Diệp công tử, ngươi là người bí ẩn, lại còn rất giàu, sở hữu cực nhiều thần vật. Ta càng không hiểu được khi ngươi thân là người tạo phản nhưng lại có bút đại đạo trong tay. Nghĩ mãi mà không ra. Diệp Huyên cười, xem ra cô rất quan tâm đến những việc này. Vân Kỳ gật đầu, phải, rất tò mò. Diệp Huyên suy ngẫm một hồi, hỏi, đây là lý do vì sao cô không giết ta cướp của. Vân Kỳ bất mãn, đã bảo ta không phải hạng người đó mà. Diệp Huyên bật cười. Vân Kỳ lắc đầu, ngươi không muốn nói thì thôi vậy, chúng ta đến thiên táng chi địa thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người tăng tốc. Chừng nửa giờ sau, họ đi đến một đầm nước, bên trong chỉ chứa toàn đạo lôi, không khỏi khiến Diệp Huyên sửng sốt. Vân Kỳ cười hỏi, ngươi muốn hấp thu chúng. Diệp Huyên gật đầu. Đạo lôi là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, rất có lợi với thân xác hắn. Thế là hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa mà nhảy ùm xuống. Nước trong đầm lập tức sôi trào, Diệp Huyên nhanh chóng vận dụng tâm pháp cổ chiến thể, để thân xác tham lam hấp thu đạo lôi. Vân Kỳ thì ngồi sang một bên, nhìn người trong đầm nước, không biết đang nghĩ gì. Chừng 2 giờ sau, Diệp Huyên đã hấp thu sạch sẽ đạo lôi trong nước, thân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Khi hắn đứng lên, có vô số tia sét bắn ra từ trên người. Hắn hít vào một hơi, sảng khoái hô lên, đã quá. Vân Kỳ hỏi, đột phá rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu chưa, nhưng thân xác ta được cường hóa lên rất nhiều. Ta cũng cảm giác như đã đạt đến giới hạn rồi, nếu lại đột phá. Hắn cong môi, lại đột phá thì ta dám chắc có thể giết chết trật tự cảnh bằng một đấm. Vân Kỳ chợt nói, nhưng ngươi mặc đồ vào trước được không? Diệp Huyên. Sau khi mặc quần áo, Diệp Huyên vẫn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù thân thể không đột phá, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là thân thể của hắn bây giờ đã đạt đến giới hạn hiện tại. Dù là cường giả trật tử cảnh cũng đừng hòng dễ dàng giết chết hắn. Còn nếu tăng thêm một bậc, dù là cường giả trật tử cảnh cũng không làm gì được hắn. Không thể không nói, cổ chiến thể này đúng là đáng sợ. Lúc này, Vân Kỳ ở bên cạnh đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, gật đầu, được. Hai người tiếp tục đi về phía xa. Trên đường đi, tâm trạng của Diệp Huyên rất tốt. Lần này đến đây dù không có chiến đấu, nhưng thân thể lại được tăng cường rất nhiều, đây cũng xem như một thu hoạch lớn. Sau khi đi qua đầm lầy là một cánh rừng, sau khi đi vào trong rừng rậm, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào cả. Diệp Huyên nhíu mày, có gì đó sai. Còn Vân Kỳ thì vẫn rất bình tĩnh. Nàng ta không hề lo lắng một chút nào. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, cô là cảnh giới gì? Vân Kỳ đáp, có thể hiểu là rất lợi hại. Diệp Huyên im lặng. Vân Kỳ đột nhiên dừng bước, Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Vân Kỳ quay đầu, có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta? Diệp Huyên nhíu mày, ai to gan thế? Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, có phải ngươi tự tin quá rồi không? Diệp Huyên. Vân Kỳ đột nhiên mở lòng bàn tay, bảng gỗ xuất hiện trong tay nàng ta giơ lên, bắc phái đấy. Hiểu chứ? Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, Vân Kỳ cất bảng gỗ đi, sau đó nói, đi thôi. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, bắc phái các cô thật sự đáng sợ như thế à? Vân Kỳ lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi đoán xem. Dứt lời,
nàng ta nhìn Diệp Huyên, người cũng có chỗ dựa chứ? Diệp Huyên gật đầu, có mấy người? Vân Kỳ hỏi, không tiện sử dụng tên tuổi của bọn họ à? Diệp Huyên lắc đầu, không tiện sử dụng cho lắm. Vân Kỳ không hiểu, tại sao? Diệp Huyên khẽ thở dài, những người từng nghe tên của họ gần như đều chết hết rồi. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên một lát rồi giơ ngón tay cái, lợi hại. Diệp Huyên cười to, đi thôi. Hai người bước nhanh hơn, lúc hai người sắp rời khỏi cánh rừng, một con yêu thú đột nhiên chắn trước mặt. Con yêu thú này thân người đầu sói, hai tay rất to, trên người phát ra khí thế hung ác. Vân Kỳ đột nhiên lấy lệnh bài ra, bắc phái đây. Con yêu thú kia đột nhiên gầm thét, sau đó nhảy lên, lao về phía Vân Kỳ. Thấy cảnh này, Vân Kỳ nhíu mày, ta là người của bắc phái. Nhưng con yêu thú kia vẫn không dừng lại, ngược lại còn lao nhanh hơn. Vân Kỳ hơi không vui, nàng ta lùi lại, đứng ở sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời, thấy con yêu thú kia đã lao đến trước mặt, hắn đột nhiên xông lên, đánh tới một quyền. Oanh! Cú đấm này của Diệp Huyên đánh thẳng lên gáy con yêu thú, lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh bay nó, khi con yêu thú kia dừng lại, đầu nó đã nổ tung, chỉ còn lại thân thể. Diệp Huyên nhìn tay mình, hưng phấn nói, lợi hại. Con yêu thú này ít nhất là tiểu trật tự cảnh, nhưng lại không thể đỡ nổi một quyền của hắn. Hơn nữa đây còn là yêu thú, thân thể mạnh mẽ hơn một bậc. Phía xa, sau khi con yêu thú kia bị đánh vỡ đầu, thân thể của nó lập tức xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên cũng không đuổi theo, hắn nhìn về phía Vân Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, có rất nhiều hơi thở mờ ảo. Diệp Huyên cười to, đừng sợ, ta bảo vệ cô. Dứt lời, hắn lập tức thấy hối hận. Mẹ kiếp! Người phụ nữ này cũng không phải kẻ chân yếu tay mềm, còn cần hắn bảo vệ ư. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi bảo vệ ta đấy nhé. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên nhún vai, sau đó đuổi theo. Hai người nhanh chóng rời khỏi cánh rừng kia, bên ngoài rừng rậm là một cánh đồng hoang vu nhìn như vô tận. Vân Kỳ nhẹ giọng nói, đây là thiên táng chi địa. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ngoài cánh đồng hoang vu thì không có gì cả. Lúc này, cánh rừng sau lưng hai người đột nhiên đung đưa, ngay sau đó, một khí thế đáng sợ kéo đến. Trật tự cảnh, Diệp Huyên híp mắt lại, hắn xoay người, lúc này, cánh rừng kia đột nhiên tách ra hai bên. Sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên vóc người vạm vỡ, mặc một bộ đề thú, trên người tỏa ra thú uy mạnh mẽ. Trật tự cảnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ lại lấy lệnh bài ra, bắc phái. Người đàn ông trung niên lạnh lùng cất lời, không quen. Dứt lời, ông ta xông lên, sau đó đánh một quyền về phía Vân Kỳ. Thấy thế, Vân Kỳ nhíu mày. Nàng ta lại lùi về sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời. Người phụ nữ này là không biết đánh nhau hay là không muốn đánh nhau. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên siết chặt tay phải, sau đó xông về phía trước, đánh một quyền tới chỗ người đàn ông trung niên. Dùng sức mạnh chống lại. Oanh! Nắm đấm của hai người vừa mới chạm vào nhau thì cả hai đã đồng thời lùi lại. Hơn nữa, hai người gần như đồng thời dừng lại. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên phía xa, cánh tay phải của ông ta đã nứt ra, nhưng cánh tay phải của Diệp Huyên lại không hề bị ảnh hưởng, ngay cả quần áo cũng không rách. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trung niên nhíu chặt mày. Còn Diệp Huyên ở phía xa thì lại hưng phấn nói, nào, tiếp tục đi. Nói xong, hắn lại xông lên. Trong mắt người đàn ông trung niên có sát khí lóe lên, ông ta đột nhiên ngồi xuống, tay phải đặt xuống đất, một khắc sau. Cả khu vực lập tức rung động, vô số lực lượng đáng sợ dâng trào từ mặt đất, sau đó tập trung vào trong cánh tay phải của ông ta. Mà lúc này, Diệp Huyên đã xông tới trước mặt người đàn ông kia ngẩng đầu, tay phải nâng lên từ dưới đất, lại đánh tới một quyền. Quyền mang màu vàng dâng lên tựa như sóng. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Huyên lập tức bay ra xa, thời không xung quanh cũng bị nứt thành hình mạng nhện vào lúc này. Diệp Huyên lùi lại tận vạn trượng, khi hắn dừng lại, tay áo bên tay phải lập tức bị rách, trên tay phải xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ.
Bị thương rồi. Diệp Huyên híp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên phía xa kia, một khắc sau, hắn tung người nhảy lên, đánh một quyền về phía người đàn ông trung niên. Sau cú đấm này, Diệp Huyên lập tức như là một người sấm, vô số sấm sét nổ ra từ trong người Diệp Huyên, cùng lúc đó, một lôi uy đáng sợ như hủy thiên diệt địa thoáng chốc càn quét toàn bộ bầu trời. Trong mắt Phân Kỳ ở bên cạnh lộ vẻ ngạc nhiên, uy áp này. Khi người đàn ông trung niên phía xa nhìn thấy cú đấm đáng sợ này của Diệp Huyên, ông ta cũng thoáng sửng sốt, không dám coi thường. Ông ta giẫm hai chân xuống đất, không ngừng hấp thu đại địa chi lực, vô số đại địa chi lực dâng lên từ dưới đất, lúc này, khí thế của ông ta cũng đã đạt đến mức tối đa. Lúc này, Diệp Huyên lại đánh xuống một quyền. Người đàn ông trung niên hét to, cũng đánh lên một quyền. Một người một thú lại đọ sức một lần nữa. Oanh! Vô số tia chớp thoáng chốc bao phủ lấy người đàn ông trung niên, người đàn ông lập tức bị cú đấm này của Diệp Huyên đánh sâu xuống dưới lòng đất, cùng lúc đó, mặt đất ở cánh đồng hoang vu lập tức sụp đổ, biến thành một vực sâu đen kịt khổng lồ. Mà Diệp Huyên vẫn không dừng lại, sau khi người đàn ông yêu thú kia rơi xuống vực sâu, hắn lập tức lao xuống, trong vực sâu có vô số tia chớp lóe lên, vực sâu cũng không ngừng mở rộng. Vân Kỳ đứng trên không trung, nàng ta nhìn xuống dưới, thấy tình huống đánh nhau kịch liệt, nàng ta nhẹ giọng nói, đánh cận chiến vẫn hơn nữa cả hai còn không mặc gì. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Vân Kỳ, trong tay hắn còn đang xách một người. Chính là người đàn ông trung niên kia. Ông ta vẫn chưa chết, nhưng đã thoi thóp rồi. Quá thê thảm. Trên người không có chỗ nào là lành lặn. Còn Diệp Huyên thì cả người tràn đầy tia chớp, tựa như lôi thần giáng thế. Diệp Huyên ném người đàn ông sang một bên, lắc đầu, trật tự cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Người đàn ông trung niên. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, hình như ngươi tự tin quá rồi. Diệp Huyên cười to, ta đã khiêm tốn lắm rồi đấy. Vân Kỳ cạn lời. Lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên bắt đầu gào thét. Diệp Huyên nhíu mày, ông làm gì đấy? Vân Kỳ nói, nó đang gọi đồng bọn. Gọi đồng bọn. Diệp Huyên sửng sốt, lúc này, thời không xung quanh đột nhiên rung động, một khắc sau, những khí thế đáng sợ lao đến từ bốn phía. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó, hắn xa sầm mặt, vì xung quanh xuất hiện rất nhiều yêu thú. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên nằm dưới đất, nổi giận, sao ông lại không có võ đức thế? Người đàn ông trung niên vẫn đang gào thét, không biết đang gào cái gì. Diệp Huyên nhìn mấy con yêu thú đang lao đến từ bốn phía, sau đó hỏi, chạy không? Mấy con yêu thú này đều không yếu, còn nhiều như vậy, hắn thì đang mất sức, vì khi nãy chiến đấu với người đàn ông trung niên, hắn cũng đã bị thương. Vân Kỳ nhẹ giọng nói, không cần. Diệp Huyên vội hỏi, cô muốn ra tay à? Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, những tiểu yêu này sao mà xứng để ta ra tay chứ? Diệp Huyên cạn lời. Sao cô giỏi ra vẻ vậy, còn ra vẻ hơn cả lão tử nữa. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, một khắc sau, có một ông lão tóc bạc xuất hiện, cùng lúc đó còn có 36 người đi theo sau lưng ông ta. Khi nhìn thấy 37 người này, Diệp Huyên sửng sốt. Không ngờ ông lão tóc bạc dẫn đầu lại là cường giả thiên vị cảnh. Còn 36 người đi theo sau lưng ông ta đều là trật tự cảnh. Tất cả đều là trật tự cảnh. Mấy người ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt Vân Kỳ, ông lão vung tay phải, một lực lượng đáng sợ xuất hiện, vô số yêu thú thoáng chốc tan thành mây khói. Thấy cảnh này, những yêu thú còn lại lập tức hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy. Diệp Huyên cũng kinh ngạc, cường giả thiên vị cảnh này mạnh hơn trật tự cảnh quá nhiều. Ông lão tóc bạc cung kính cúi người với Vân Kỳ, mấy người sau lưng ông ta cũng vội vàng hành lễ. Thấy thế, Diệp Huyên không khỏi nhìn Vân Kỳ một cái. Vân Kỳ xoay người đi tới trước mặt người đàn ông yêu thú, nàng ta nhìn ông ta, chắc chắn ngươi từng nghe nói đến Bắc Phái, nhưng ngươi lại không hề nể mặt, rõ ràng là có người chống lưng cho ngươi. Để ta đoán xem, là Thiên Tông à? Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi. Vân Kỳ lạnh nhạt nói, không đúng, Thiên Tông không to gan như thế. Ngươi ra vẻ thế này là muốn vu oan cho Thiên Tông. Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía xa, nhẹ giọng lẩm bẩm, Thiên Táng chi địa.
Lúc này, một người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Người đàn ông áo trắng cười nói, các hạ, nơi này là thiên táng chi địa, không một ai được bước vào, mời cô về cho. Thấy người đàn ông áo trắng này, ông lão bên cạnh Vân Kỳ cau mày. Người đàn ông áo trắng trước mặt là người của đạo môn. Có thể nói bây giờ chỉ có một thế lực khiến Bắc phái phải kiêng dè trước mắt, đó chính là đạo môn. Đạo môn. Thấy người của đạo môn xuất hiện, ông lão lập tức xa sầm mặt. Ông ta nhìn về phía Vân Kỳ bên cạnh. Còn Vân Kỳ thì nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vội nói, cô nhìn ta làm gì? Vân Kỳ cười đáp, đạo môn sẽ nể mặt ngươi chứ? Diệp Huyên im lặng. Trong đạo môn, có người nể mặt hắn, có người thì không. Lúc này, người đàn ông áo trắng kia đột nhiên nói, đây là Diệp công tử đúng không? Diệp Huyên nhìn về phía hắn ta, ngươi biết ta à? Người đàn ông áo trắng gật đầu, ta không biết Diệp công tử, nhưng từng nghe nói đến Diệp công tử. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó hỏi lại, từng nghe nói đến ta. Người đàn ông áo trắng ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu Diệp công tử muốn đi qua, đương nhiên ta không dám ngăn cản. Nghe thấy lời của người đàn ông áo trắng, những người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên. Mọi người đều thấy tò mò. Người này có lai lịch gì? Mà có thể khiến đạo môn cũng phải nể mặt hắn. Vân Kỳ nhìn Diệp Huyên, trên mặt tràn đầy ý cười. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy chúng ta đi qua xem thử đi. Người đàn ông áo trắng im lặng. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo trắng, có vấn đề gì sao? Người đàn ông áo trắng hơi do dự. Diệp Huyên cười nói, có phải ngươi đang nói đùa không? Người đàn ông áo trắng cười khổ, Diệp công tử nói gì vậy? Sao mà ta dám chứ? Nếu Diệp công tử muốn đi xem thì ta sẽ dẫn cậu đi xem thử. Diệp Huyên cười nói, ta đi cùng bạn ta. Người đàn ông áo trắng nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía Vân Kỳ, cười nói, đi thôi. Vân Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, được. Dứt lời, nàng ta quay đầu nhìn ông lão, mọi người đợi ở đây. Ông lão cúi người hành lễ. Người đàn ông áo trắng dẫn hai người nhóm Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường đi, người đàn ông áo trắng đột nhiên nói, sao Diệp công tử lại đột nhiên đến đây vậy? Không phải cậu đang ở vũ trụ tứ phương ư? Diệp Huyên đáp, đến để rèn luyện. Người đàn ông áo trắng cười nói, thì ra là thế. Diệp Huyên cất lời, xưng hô thế nào? Người đàn ông áo trắng đáp, Bạch tướng. Diệp Huyên gật đầu, Bạch tướng huynh, thiên đạo trước kia có để lại bảo vật gì ở nơi này không? Nghe vậy, Bạch tướng nhất thời hơi cạn lời. Vân Kỳ ở bên cạnh cũng nói, đúng thế, nếu không để lại bảo vật gì thì chúng ta đi đây. Bạch tướng lắc đầu, không có bảo vật gì cả. Nghe vậy, Vân Kỳ lập tức dừng lại. Diệp Huyên nói, đi xem thử đi. Vân Kỳ chần chừ một lát, sau đó bất đắc dĩ nói, được. Bạch tướng ở bên cạnh lắc đầu cười khẽ. Bạch tướng nhanh chóng dẫn hai người đi tới một đỉnh núi, trên đỉnh núi mây mù lượn quanh, cực kỳ thanh tịnh. Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, trên một tảng đá lớn có một cô gái áo trắng đang nằm. Cô gái đặt hai tay trên bụng, mắt nhắm lại, hoàn toàn không có hơi thở. Vân Kỳ cất lời, Mục Thiên Đạo. Nghe vậy, Bạch tướng nhìn Vân Kỳ, cô nương biết Mục đại nhân à? Vân Kỳ không đáp. Diệp Huyên hỏi, đây là Thiên Đạo bị vây công trước đây ư? Bạch tướng gật đầu, đúng thế. Lúc trước Mục đại nhân bị mai phục, nói đến đây, trong mắt hắn ta có hàn mang lóe lên, nếu không vì bị đánh lén, đám người xấu đó sao có thể đã thương Mục đại nhân chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, nàng còn sống không? Nét mặt Bạch tướng u ám, dấu ấn sinh mệnh nằm ở quy khư chi địa, về việc có thể sống hay không thì phải dựa vào chủ nhân. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó hỏi, nơi này không còn thứ gì khác à? Bạch tướng chần chừ một lát rồi đáp, không. Diệp Huyên nhìn Bạch tướng, sau đó cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Bạch tướng gật đầu, Diệp công tử đi thong thả. Diệp Huyên và Vân Kỳ bèn muốn rời đi, mà lúc này, sau lưng hai người đột nhiên xuất hiện một lực lượng thần bí, một khắc sau, một hư ảnh xuất hiện ở chỗ cách hai người không xa.
Diệp Huyên và Vân Kỳ xoay người, một cô gái hư ảo đang nhìn họ. Mục Thiên Đạo. Thấy Mục Thiên Đạo, sắc mặt Bạch Tướng lập tức thay đổi, sau đó hắn ta tỏ vẻ mừng rỡ, cung kính hành lễ, bái kiến Mục Đại Nhân. Mục Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, sau khi nhìn một lúc, nàng ta cất lời, ta có thứ cho ngươi. Diệp Huyên sửng sốt. Bạch Tướng ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Mục Thiên Đạo, Mục Đại Nhân. Mục Thiên Đạo nhìn Bạch Tướng, sao vậy? Bạch Tướng hơi do dự, sau đó nói, hắn không phải người của đạo môn ta. Nét mặt Mục Thiên Đạo không chút cảm xúc, thế thì sao? Sắc mặt Bạch Tướng lập tức trở nên hơi khó coi. Mục Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyên, mọi thứ của ta đều có thể cho ngươi, nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Diệp Huyên nhìn Mục Thiên Đạo, yêu cầu gì? Mục Thiên Đạo nói, để hồn phách này của ta đi theo ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ thế thôi ư? Mục Thiên Đạo gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, được thôi. Mục Thiên Đạo lập tức biến thành một tia sáng bay vào trong kiếm thanh huyên trên tay Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn kiếm thanh huyên, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ liếc Bạch Tướng bên cạnh một cái, sau đó nói, được. Hai người rời đi. Bạch Tướng nhìn hai người rời đi, không biết đang nghĩ gì. Sau khi xuống núi, Vân Kỳ đột nhiên nói, có lẽ Bạch Tướng kia muốn nhận được truyền thừa của Mục Thiên Đạo, vì thế mới trông chừng ở đây, mượn danh của đạo môn không cho người ngoài đi vào. Mà bây giờ, người lấy được hồn phách của Mục Thiên Đạo, nói cách khác, người đã lấy được tất cả mọi thứ và truyền thừa của Mục Thiên Đạo, ta cảm thấy, có thể hắn ta sẽ bí quá hóa liều. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chia cho ta một nửa, ta không sợ đạo môn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Vân Kỳ. Bên trong nhẫn chứa đồ có 20 triệu cổ tinh. Diệp Huyên cười nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vân Kỳ gật đầu, nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, tiếp theo ngươi định đi đến đâu? Diệp Huyên im lặng. Ban đầu hắn vốn định đi về, nhưng hắn phát hiện sau khi đến đây, chỉ đánh một trận đã nhận được thứ vượt xa với dự tính ban đầu của hắn rồi. Vân Kỳ chợt nói, có muốn cùng ta đi đến Bắc giới tham quan không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Vân Kỳ nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi tới trước mặt mấy cường giả dưới núi. Vân Kỳ nói, Diệp công tử muốn đi đến Bắc giới của chúng ta tham quan. Ông lão nhìn Diệp Huyên, gật đầu, hoan nghênh. Nói xong, ông ta xoay người vung tay áo. Oanh! Thời không phía chân trời nứt ra. Mọi người đi vào đường hầm thời không, biến mất ở cuối chân trời. Sau khi mọi người biến mất, Bạch Tướng kia đột nhiên xuất hiện, hắn ta nhìn khe nứt thời không phía xa, không biết đang nghĩ gì. Thư viện Quan Huyên. Trong viện, Thanh Khâu đang đọc sách, đối diện nàng ta chính là Cổ. Hai người đều đang đọc sách. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên buông cổ tịch trong tay xuống. Nhẹ giọng nói, không biết ca ca sống bên kia thế nào rồi. Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó đáp, cô cứ yên tâm đi. Ca ca cô tình danh như thế, hắn ở bên kia sẽ không chịu thiệt thời đâu. Thanh Khâu nhẹ giọng nói, ta vẫn thấy lo cho huynh ấy, con người huynh ấy điểm nào cũng tốt, chỉ có điều là quá thành thật, quá nhân từ. Cổ nhìn Thanh Khâu, cô nói nghiêm túc à? Thanh Khâu nhìn về phía cổ, huynh ấy không thành thật ư? Cổ im lặng. Ca ca của cô mà thành thật cái khỉ gì? Nàng ta không dây dưa vấn đề này thêm, mà lại hỏi, lúc trước khi đi dạo một vòng, ta phát hiện trật tự của vũ trụ này thật sự rất được, nếu thật sự hình thành, nó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho ca ca của cô. Thanh Khâu mỉm cười, đúng thế. Cổ trầm giọng nói, các cô là đang đi theo hướng ngoại trật tự. Thanh Khâu chớp mắt, ngoại trật tự. Cổ nhìn Thanh Khâu, khẽ thở dài. Đại lão này mạnh như thế, nhưng vì sao lại không biết gì về cảnh giới vậy? Cổ thôi suy nghĩ, nói tiếp, trật tự cũng chia thành nội trật tự và ngoại trật tự. Nội trật tự chính là trật tự thành lập theo trật tự của chủ nhân Bút Đại Đạo, còn ngoại trật tự chính là trật tự khác với trật tự của chủ nhân Bút Đại Đạo. Trật tự này của các cô không nằm trong trật tự của chủ nhân Bút Đại Đạo. Thanh Khâu thắc mắc, đương nhiên chúng ta phải thành lập trật tự của riêng mình rồi. Vì sao phải thành lập theo trật tự của chủ nhân Bút Đại Đạo chứ?
Cổ giải thích, vì ai không thành lập trật tự theo trật tự của y đều sẽ bị trừng phạt. Thanh Khâu bình tĩnh đáp, ông ta dám sao? Cổ im lặng. Thanh Khâu lại nói, thành lập một trật tự hoàn toàn mới, ca ca của ta chính là người tạo nên trật tự này. Cổ nghiêm túc nói, sau này có thể các cô sẽ phải đối đầu với chủ nhân bút đại đạo. Thanh Khâu đứng dậy, khẽ mỉm cười, cổ cô nương, người nên lo lắng không phải chúng ta, mà là chủ nhân bút đại đạo. Ta đi làm việc đây. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Cổ đứng im tại chỗ một lúc mới nhẹ giọng nói, ghê gớm. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên mở mắt ra, lúc này, hắn đã đứng trên một đỉnh núi. Bên cạnh hắn là Vân Kỳ và mấy người nhóm ông lão kia. Vân Kỳ cười nói, chúng ta đến Bắc Giới rồi. Hoan nghênh đến Bắc Giới. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó hỏi, đây là Bắc Giới à? Vân Kỳ gật đầu, cách không xa phía trước chính là Bắc Phái. Nói xong, nàng ta lập tức dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Mấy người nhóm ông lão vội vàng đi theo. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đi tới Bắc Phái. Lúc đến Bắc Phái, một nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Kỳ, dẫn đầu là một ông lão áo đen, lão ta cúi người hành lễ, Kỳ cô nương về rồi sao? Vân Kỳ gật đầu, ta chỉ đi dạo một chút thôi, các ông cũng không cần thiết phái nhiều người ra ngoài tìm ta như thế đâu. Ông lão áo đen cười khổ, sau này nếu ra ngoài, Kỳ cô nương nhất định phải báo trước với chúng ta đấy. Vân Kỳ gật đầu, chẳng phải vì ta không muốn làm phiền các ông à? Ông lão áo đen vội nói, việc này có gì mà phiền chứ? Vân Kỳ cười khẽ, sau đó nói, người bên cạnh ta là Diệp công tử, ta mời hắn đến đây chơi, ông nhớ dặn dò người của Bắc Phái không được gây chuyện với hắn, biết chưa? Ông lão áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó vội nói, được. Hoan nghênh Diệp công tử đến Bắc Phái làm khách. Diệp Huyên cười nói, cảm ơn. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyên, ta phải đi làm chút việc. Ngươi có thể tự đi dạo ở nơi này, đợi xong việc, ta sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đó sẽ dẫn ngươi đến một nơi đặc biệt. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía ông lão áo đen, nàng ta không phải người của Bắc Phái các ông à. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, tạm thời nàng đang ở lại Bắc Phái ta. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử và Kỳ cô nương là bạn sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, có thể xem là thế. Ông lão áo đen im lặng, Diệp Huyên cười nói, ta chỉ là một người bình thường thôi, thật đấy. Ông lão áo đen im lặng, ta tin ngươi mới là lạ. Sau khi tán gẫu với ông lão áo đen mấy câu, Diệp Huyên mới biết ông lão áo đen chính là tông chủ Bắc Phái Mạc Dĩ. Không thể không nói, Diệp Huyên vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Hắn vốn cho rằng Vân Kỳ là người của Bắc Phái. Nhưng bây giờ xem ra là không đơn giản như thế. Diệp Huyên bảo Mạc Dĩ tìm cho hắn một trạch viện yên tĩnh, trong viện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Chuyến đi đến U Giới lần này, hắn thu hoạch được rất nhiều thứ, không chỉ thân thể đột phá mà còn có hơn 250 triệu đạo tinh. Vì Mục Thiên Đạo kia đã cho hắn hơn 100 triệu đạo tinh rồi. Thấy nhiều đạo tinh như vậy, Diệp Huyên nhất thời thấy nghẹn họng. Rất rõ ràng là Mục Thiên Đạo không hề giấu riêng cái gì. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên lấy kiếm Thanh Huyên ra, Mục Thiên Đạo, vì sao cô muốn đi theo ta? Mục Thiên Đạo im lặng một lát mới đáp, không có gì, chỉ đơn giản là muốn đi theo ngươi thôi. Diệp Huyên lạnh lùng nói, cô thấy ta giống kẻ ngốc không? Mục Thiên Đạo bèn nói, ta muốn ngươi dẫn ta đến Quy Khư chi địa. Diệp Huyên nhíu mày, cô muốn sống lại. Mục Thiên Đạo đáp, phải. Diệp Huyên hơi khó hiểu, cô là người của chủ nhân bút đại đạo, cô bị đánh vào Quy Khư chi địa, ông ta không giúp cô sống lại à? Mục Thiên Đạo im lặng. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Mục Thiên Đạo khẽ thở dài, nhưng vẫn không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông ta không muốn cô sống lại. Mục Thiên Đạo nói với giọng điệu nặng nề, ta hoàn toàn không liên lạc được với chủ nhân. Hơn nữa bản thân ngài ấy cũng có quy tắc riêng, chỉ cần là người tiến vào Quy Khư chi địa đều không thể sống lại. Nghe vậy, Diệp Huyên hỏi, ý cô là dù là người của đạo môn các cô bị đánh vào Quy Khư chi địa cũng không thể sống lại.
Mục Thiên Đạo nói, phải. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vậy cô đi theo ta làm gì? Ta cũng đâu có đánh lại chủ nhân của cô. Mục Thiên Đạo im lặng một lát mới nói, đi theo ngươi chính là cơ hội duy nhất của ta. Diệp Huyên im lặng. Đi đến Quy Khư chi địa đánh bại chủ nhân Bút Đại Đạo. Bây giờ chắc chắn hắn vẫn không làm được. Lúc này, Mục Thiên Đạo lại nói, ta đi theo ngươi, có thể giúp ngươi rất nhiều chuyện. Diệp Huyên hỏi, ví dụ như. Mục Thiên Đạo đáp, giúp ngươi cường hóa thân thể. Cường hóa thân thể. Diệp Huyên lập tức thấy hứng thú, cường hóa bằng cách nào? Mục Thiên Đạo giải thích, ngươi có thể hấp thu đạo lôi của ta đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Mục Thiên Đạo nghiêm túc nói, những đạo lôi ở u giới kia không phải là đạo lôi chân chính, cũng chỉ là lực lượng tàn dư của ta thôi. Nếu ngươi hấp thụ hết đạo lôi chân chính của ta, chắc chắn thân thể của ngươi sẽ lột xác. Diệp Huyên nói, bây giờ cô có thể thả ra đạo lôi thật sự không? Mục Thiên Đạo đáp, không được, bây giờ ta chỉ còn lại một tia hồn phách, hoàn toàn không thể sử dụng lực lượng, nếu không sẽ bị tan biến. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô còn cách khác à? Mục Thiên Đạo nói, đúng thế, đi đến lôi trì. Diệp Huyên nhíu mày, lôi trì. Mục Thiên Đạo giải thích, phải, nơi đó là một nơi đặc biệt, là nơi ta tu luyện năm đó, nơi đó có căn nguyên của đạo lôi, người đi đến đó nhất định có thể cường hóa thân thể của ngươi. Diệp Huyên lập tức đứng dậy, đi lôi trì, cô chỉ đường. Dứt lời, hắn đi ra khỏi phòng. Diệp Huyên đứng trước cửa phòng đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu, khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã đứng trước mặt tông chủ Mạc Dĩ của Bắc Phái, tiền bối. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, đợi sau khi ta giải quyết xong sẽ đến tìm Vân Kỳ cô nương. Mạc Dĩ cười nói, Diệp công tử có cần ta phái người đi theo không? Diệp Huyên cười đáp, không cần. Nói xong, hắn chắp tay, sau đó lập tức biến mất. Mạc Dĩ ngẩng đầu nhìn kiếm quang biến mất ở phía chân trời, chân mày nhíu chặt. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không. Diệp Huyên chợt hỏi, bây giờ đạo giới các cô do ai quản lý? Mục Thiên Đạo nói, đạo thần. Diệp Huyên lại hỏi, ở đạo giới, thực lực của cô có thể xếp hàng thứ mấy? Mục Thiên Đạo đáp, một trong năm người mạnh nhất. Một trong năm người mạnh nhất. Diệp Huyên im lặng, rất rõ ràng bên trong đạo môn này còn có cường giả cao cấp đáng sợ hơn. Sau này nếu gặp lại chủ nhân Bút Đại Đạo, nhất định phải bảo đối phương nói một tiếng với đạo môn rằng không có chuyện gì thì đừng đến gây chuyện với hắn. Lúc này, Mục Thiên Đạo chợt cất lời, có người đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, hắn xoay người nhìn lại, cách đó không xa là một vùng trống không. Mục Thiên Đạo nói, là bạch tướng kia. Diệp Huyên bình tĩnh lên tiếng, xuất hiện đi. Hắn vừa nói xong, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, sau đó... Một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện. Chính là bạch tướng kia. Diệp Huyên cười nói, bạch tướng huynh làm gì thế? Bạch tướng im lặng một lát mới nói, Diệp công tử, mục đích của ta chỉ là truyền thừa và đạo tinh của Mục Thiên Đạo. Nếu ngươi đi ra, ta sẽ thả ngươi đi. Được chứ? Diệp Huyên cười nói, nhưng bây giờ Mục Thiên Đạo đang đi theo ta mà. Bạch tướng lắc đầu, vô dụng thôi. Nếu nàng ở giai đoạn mạnh nhất, đương nhiên ta không dám lỗ mãng, nhưng bây giờ nàng chỉ còn lại một tia hồn phách, nếu nàng dám ra tay, thì hồn phách này của nàng cũng sẽ biến mất. Cho nên chắc chắn nàng sẽ không ra tay. Đương nhiên dù có ra tay, ta cũng không cần phải sợ nàng hiện tại. Diệp Huyên nhìn Bạch Tướng, sau đó nói, ngươi chắc chắn muốn cướp của ta à? Bạch Tướng nhìn Diệp Huyên, đạo thần từng nói gặp phải ngươi thì không được gây chuyện với ngươi, phải nể mặt ngươi. Nhưng Diệp công tử, hôm nay ta muốn ngươi nể mặt ta. Nếu ngươi nể mặt ta, ta có thể không giết ngươi, cho ngươi rời đi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ngươi ở đây lừa con nít à? Ta đưa truyền thừa và đạo tinh cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Sẽ không, chắc chắn ngươi sẽ giết người diệt khẩu. Bạch tướng nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cười hỏi, chỉ có một mình ngươi thôi à? Bạch tướng bình tĩnh hỏi, chẳng lẽ không đủ hay sao? Diệp Huyên cười nói, cứ thử xem. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Vụt! Thời không chợt nứt ra.
Trong mắt Bạch tướng phía xa lóe lên vẻ dữ tợn, tự tìm đường chết. Sau đó, hắn ta bước một bước về phía trước, một khắc sau, hắn ta siết chặt tay phải, sau đó đấm tới một phát, cú đấm này kéo theo vô số tia sáng trắng, tinh không vô tận thoáng chốc sôi trào. Mà lúc này, Diệp Huyên đã xông tới trước mặt Bạch tướng, hắn đánh mạnh xuống một quyền. Cú đấm này khiến vùng sáng trắng kia vỡ tan, cùng lúc đó, hai người cũng liên tục lùi lại. Diệp Huyên lùi lại khoảng mấy vạn trượng mới dừng lại, vừa mới dừng lại, tinh không sau lưng hắn đã lập tức sụp đổ. Phía xa, Bạch tướng nhìn cánh tay phải của mình, lúc này, tay phải của hắn ta đã nứt, máu tươi đang chậm rãi rỉ ra. Trong mắt Bạch tướng lộ vẻ dữ tợn, cổ chiến thể. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, người cũng biết cổ chiến thể ư. Nét mặt Bạch tướng không chút cảm xúc, hắn ta chợt bước một bước về phía trước, tay phải mở ra, một phù ấn đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta. Lúc này, giọng nói của Mục Thiên Đạo đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, cẩn thận, đây là đạo phù, ẩn chứa đại đạo chi lực. Nét mặt Diệp Huyên rất bình tĩnh, lúc này, Mục Thiên Đạo kia đột nhiên tung người nhảy lên, hắn ta vung tay phải. Oanh! Sâu trong tinh không có một lá bùa khổng lồ màu vàng ngưng tụ, một khắc sau, một uy áp đáng sợ kéo xuống từ sâu trong tinh không, uy áp này giam cầm lấy Diệp Huyên bên dưới, sau đó, đạo phù cũng rơi thẳng xuống từ chân trời. Lúc này, toàn bộ tinh hà lập tức cháy lên. Diệp Huyên nhìn lá bùa đang rơi thẳng xuống, trong mắt lộ vẻ nặng nề, hắn siết chặt hai tay. Oanh oanh! Trong nháy mắt, vô số tia chớp đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Huyên hét to, giẫm mạnh chân phải, cả người hắn biến thành một tia chớp phóng lên cao. Đọ sức! Sau khi tu luyện được thân thể, hắn ngày càng thích cảm giác mỗi cú đấm đều đánh sâu vào thịt này. Không có gì nắm đấm không thể giải quyết. Diệp Huyên đánh một quyền lên trên lá đạo phù kia, đạo phù rung lên, vô số kim quang chút xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Huyên. Cùng lúc đó, sau khi bị kim quang bao phủ, thân thể của Diệp Huyên cũng bắt đầu bốc cháy. Đốt cháy thân thể. Diệp Huyên hét to một tiếng, huyết mạch phong ma trong cơ thể bắt đầu được khởi động. Oanh! Diệp Huyên thoáng chốc trở thành một người máu, cùng lúc đó, huyết mạch của hắn cũng đang bốc cháy, ngọn lửa huyết mạch mạnh mẽ lập tức dập tắt những ngọn lửa màu vàng kia. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Bạch tướng phía xa lập tức lộ vẻ dữ tợn, hai tay hắn ta bấm pháp quyết, mặc niệm thần chú cổ xưa, lúc này, bên trong đạo văn màu vàng kia có vô số ánh sáng vàng lóe lên. Trong nháy mắt, Diệp Huyên lập tức bị những tia sáng vàng làm cho liên tục phải lùi lại. Mà lúc này, Bạch tướng cũng bước về phía trước một bước, chỉ tay, gằn giọng nói, diệt. Động tác chỉ tay làm cho một lá bùa màu vàng bay ra, trong nháy mắt đã dán lên trước ngực Diệp Huyên. Oanh! Thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, vô số tia sáng vàng bắn ra từ trước ngực hắn, cùng lúc đó, phù văn màu vàng kia lại bắt đầu thấm vào trong thân thể Diệp Huyên. Lực lượng mạnh mẽ điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Mà lúc này, Diệp Huyên chợt siết chặt hai tay, huyết mạch phong ma không ngừng dao động trong cơ thể, huyết mạch chi lực đáng sợ không ngừng dâng trào từ trong người hắn, những huyết mạch chi lực này đang cố sức ngăn chặn phù văn màu vàng kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Bạch tướng phía xa trở nên dữ tợn, để ta xem thử rốt cuộc huyết mạch này của ngươi nghịch thiên đến mức nào. Dứt lời, hai tay hắn ta bấm pháp quyết, trong nháy mắt đạo văn màu vàng kia đột nhiên biến thành một tia sáng vàng dán vào giữa chân mày Diệp Huyên. Vô số đại đạo chi lực đáng sợ điên cuồng áp đảo huyết mạch chi lực của Diệp Huyên. Hắn ta muốn phá hủy thân thể của Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên xuất hiện, một khắc sau, hắn dùng kiếm rạch nhẹ ở giữa chân mày của mình. Xoẹt! Đạo văn đại đạo kia lập tức nứt ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Bạch tướng thoáng chốc thay đổi, sao có thể? Dứt lời, hắn ta vội vàng thu hồi đạo văn đại đạo, mà ngay lúc này, Diệp Huyên lại vung một kiếm trước ngực mình. Xoẹt! Phù văn màu vàng kia cũng thoáng chốc bị chém tan. Diệp Huyên xông về phía trước, chém xuống một kiếm. Kiếm quang màu máu thoáng chốc đã bay đến trước mặt Bạch tướng. Con người Bạch tướng co lại, hắn ta vội vàng dùng tay phải để đỡ. Vô số đại đạo chi lực xông ra từ trong đạo văn trên cánh tay phải của hắn ta.
Xoẹt. Kiếm thanh huyền của Diệp Huyền dễ dàng chém tan đại đạo chi lực kia, thanh kiếm chém thẳng xuống, toàn bộ cánh tay phải của Bạch Tướng lập tức bị chém bay. Oanh. Bạch Tướng thoáng chốc bị chém bay mấy vạn trượng. Sau khi hắn ta dừng lại, một thanh kiếm bay tới từ trên không trung, Bạch Tướng trợn mắt, mà lúc này, một tia sáng vàng đột nhiên chặn Diệp Huyền lại. Lúc này, trong đầu Diệp Huyền đột nhiên vang lên giọng nói của Mục Thiên Đạo, lùi lại. Nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyền đang muốn lùi, nhưng lại không kịp. Ầm. Một tia sáng vàng đã đánh lên người hắn. Oanh. Diệp Huyền thoáng chốc lùi lại mấy vạn trượng, vừa dừng lại, thân thể hắn đã nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn về phía xa, lúc này, trước mặt Bạch Tướng có một ông lão. Ông lão cầm một cây trường thước màu vàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trên người hoàn toàn không có hơi thở, giống như không hề tồn tại. Mục Thiên Đạo chợt nói, Minh Thiên Đạo, cùng cấp bậc với ta, là một trong năm thiên đạo của đạo giới. Ngươi không đánh lại ông ta đâu. Minh Thiên Đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô không có bạn ở đạo giới à? Mục Thiên Đạo nói, trong đạo giới ngươi lừa ta gạt. Lúc ta ở thời kỳ đỉnh cao, mọi người chung sống hòa bình, còn bây giờ, ta chỉ còn lại một hồn phách, người ta không thể nào nể mặt ta nữa. Diệp Huyền im lặng. Trong đạo môn sống thực tế thế à? Lúc này, Bút Đại Đạo đột nhiên thở dài, trong đạo môn thật sự là rất thực tế. Trong giọng nói tràn đầy sự tức giận và bất đắc dĩ. Diệp Huyền nhìn về phía Minh Thiên Đạo kia, ánh mắt hắn lạnh như băng, cũng không định rút lui. Hơn nữa là không thể rút lui. Vì đối phương cũng không có ý định để hắn đi. Bạch Tướng ở bên cạnh Minh Thiên Đạo nói với giọng điệu nặng nề, Minh Đại Nhân, truyền thừa và của cải của Mục Thiên Đạo kia đều ở trên người tên này. Tên này chính là Diệp Diệp. Huyền Huyền, nghe vậy, Minh Thiên Đạo nhíu chặt mày. Người chính là Diệp Huyền kia. Diệp Huyền không trả lời, hắn lấy một viên đan dược ra, ăn vào. Đây là đan dược đan thần luyện chế cho hắn lúc trước, bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đồ của Mục Thiên Đạo vốn là của đạo môn ta, đưa hết ra đây, ta có thể tha tội chết cho ngươi. Diệp Huyền mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyền xuất hiện trên tay hắn, hắn nhìn Minh Thiên Đạo, cười nói, các ông lên một lượt đi. Lên một lượt. Nghe vậy, Minh Thiên Đạo hít mắt, tự tìm đường chết. Nói xong, ông ta siết chặt tay phải, trong nháy mắt, tinh hà xuất hiện vô số tia sáng vàng. Bên trong kim quang vô tận là những phù văn vô cùng nhỏ. Trong đầu Diệp Huyền, Mục Thiên Đạo chợt nói, ngươi bây giờ chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, tin ta đi. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, vậy cô ra ngoài giảng hòa với ông ta nhé. Mục Thiên Đạo im lặng một lát rồi nói, hay là ngươi đàm phán với ông ta đi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Lúc này, huyết mạch của hắn không ngừng sao động, huyết mạch chi lực liên tục dâng trào từ trong cơ thể hắn, chẳng những thế, hắn còn điều động cả cổ thần chi lực và đạo lôi. Dốc hết sức lực. Minh Thiên Đạo này là thiên vị cảnh, cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, vì thế, hắn không thể không liều mạng. Ngay lúc này, Minh Thiên Đạo kia đột nhiên giơ tay phải, sau đó nắm chặt lại. Oanh! Trong nháy mắt, những kim quang trong tinh không lập tức ngưng tụ lại với một tốc độ vô cùng đáng sợ. Ầm! Trong chốc lát, Diệp Huyền đã bị bao phủ bởi tia sáng vàng. Vụt! Lúc này, vô số tia sáng vàng kia rách ra một lỗ hổng lớn, kiếm dài xuyên qua, chém thẳng về phía Minh Thiên Đạo. Minh Thiên Đạo nở nụ cười khinh thường. Ông ta đánh ra một quyền. Vô số đại đạo chi lực xuất hiện. Ầm. Kiếm quang ầm ầm vỡ tan, Diệp Huyền lập tức lùi lại mấy vạn trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, Minh Thiên Đạo đã vung tay áo, hành động này khiến thời không xung quanh Diệp Huyền lập tức sôi trào, lúc này, Diệp Huyền như một chiếc thuyền nhỏ ở trong sóng gió đáng sợ. Mục Thiên Đạo chợt cất lời, đây là thời không đại đạo, người đã bị cuốn vào trong thời không đại đạo, mau chóng đi ra ngoài. Nếu không, ngươi sẽ bị thời không đại đạo nghiền nát đấy. Mục Thiên Đạo vừa nói xong, Diệp Huyền đã phát hiện có vô số lực lượng đáng sợ đang không ngừng lôi kéo thân thể hắn. Rắc. Lúc này, cổ chiến thể của Diệp Huyền đang từng chút nứt ra. Mục Thiên Đạo vội nói, mau ra ngoài.
Diệp Huyên hỏi, ra ngoài bằng cách nào? Mục Thiên Đạo đáp, thì đi ra. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ, đi ra như thế nào? Mục Thiên Đạo im lặng một lát rồi nói, xin lỗi, ta quên mất người chỉ là thiện ác cảnh. Người bây giờ vẫn không thể coi thường thời không đại đạo này. Diệp Huyên lập tức cảm thấy hơi đau đầu. Lúc này, Diệp Huyên vội vàng điều động kiếm Thanh Huyên rung động kịch liệt, mang theo hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thấy Diệp Huyên có thể trốn thoát, Minh Thiên Đạo kia lập tức nhíu mày, thanh kiếm này. Dứt lời, ông ta đột nhiên xông về phía trước. Phía xa, con người Diệp Huyên chợt co lại, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức biến thành một chiến giáp bao phủ lên người hắn, mà lúc này, một quyền ấn màu vàng cũng đánh tới trước ngực hắn. Một lực lượng đáng sợ bộc phát từ trước ngực Diệp Huyên liên tục lùi lại, sau khi lùi lại khoảng vạn trượng, hắn mới dừng lại. Nhưng lần này, kiếm giáp và thân thể của hắn đã chặn lại tất cả lực lượng của Minh Thiên Đạo kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Minh Thiên Đạo lập tức trở nên khó coi. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi chịu đòn giỏi đấy chứ. Dứt lời, ông ta mở tay phải, thanh trường thước màu vàng xuất hiện. Lúc này, giọng nói của Mục Thiên Đạo vang lên trong đầu Diệp Huyên, đây là quy thước, rất lợi hại, ngươi cẩn thận đấy. Diệp Huyên nhìn Minh Thiên Đạo, hắn mở lòng bàn tay, vô số kiếm ý nhân gian tràn vào tay hắn, cuối cùng, những kiếm ý nhân gian này ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm nhân gian. Minh Thiên Đạo đột nhiên biến mất. Xoẹt. Thời không trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, sau đó, một thanh trường thước màu vàng bổ thẳng về phía hắn. Oanh. Tinh không xung quanh Diệp Huyên lập tức sụp đổ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh. Kiếm quang vỡ tan, vô số đại đạo chi lực thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức bay ra ngoài tận mấy trăm nghìn trượng. Nhưng hắn còn chưa dừng lại, Minh Thiên Đạo kia đã lao tới trước mặt hắn một lần nữa, sau đó lại vung tới một thước. Động tác này kéo theo kim quang vạn trượng, lực lượng mạnh mẽ làm thời không nơi ánh sáng vàng đi qua đều trở thành hư vô. Diệp Huyên nhìn ánh sáng vàng đang kéo xuống kia, trong mắt hắn lộ vẻ dữ tợn, hắn đột nhiên đọc thầm một thần chú xa xưa. Vạn Pháp Đạo. Đây là thuật thần thông tối cao mà hắn lấy được lúc giết chết Pháp thần kia. Một khi sử dụng, có thể thu được lực lượng pháp tắc của toàn bộ vũ trụ tứ phương. Dù Pháp giới và đạo giới này đều là một phe, nhưng lúc này hắn cũng không để tâm được nhiều như thế. Hắn cũng muốn xem thử thần thông Vạn Pháp Đạo này có lợi hại hay không. Sau khi Diệp Huyên thúc giục Vạn Pháp Đạo, thời không xung quanh hắn đột nhiên nứt ra, một khắc sau, vô số lực lượng pháp tắc kéo về phía hắn tựa như thủy triều. Diệp Huyên chợt ngẩng đầu, lúc này, hắn cảm thấy thân thể mình như muốn nổ tung. Diệp Huyên cầm kiếm chém một phát về phía trước. Oanh! Một tia kiếm khí bay ra. Không ngờ kiếm khí này lại có thể chặn lại kim quang vạn trượng kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Minh Thiên Đạo lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Vạn Pháp Đạo. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm nữa. Kim quang vạn trượng kia bắt đầu vỡ vụn. Cùng lúc đó, Minh Thiên Đạo cũng bị lực lượng kia làm lùi lại cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, sắc mặt Minh Thiên Đạo có thể nói là vô cùng khó coi. Lực lượng pháp tắc. Thật sự không hợp lý tí nào. Phía xa, xung quanh Diệp Huyên vẫn liên tục có lực lượng pháp tắc kéo về phía hắn, mà dưới sự gia trì của những lực lượng pháp tắc đó, khí thế của hắn cũng điên cuồng dâng lên, lại kết hợp với huyết mạch chi lực và cổ thần chi lực, lúc này, khí thế của hắn đã không còn tầm thường nữa. Đây cũng không phải khí thế thuộc về cường giả thiện ác cảnh. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tay phải ông ta nắm chặt quy thước trong tay. Quy thước rung động, bên trên xuất hiện vô số phù văn màu vàng kỳ lạ. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn mở lòng bàn tay, kiếm giáp trên người biến thành kiếm Thanh Huyên, hắn tung người nhảy lên, kiếm quang bay lên cao, một khắc sau, phía chân trời một tia kiếm quang chém về phía Minh Thiên Đạo. Minh Thiên Đạo giơ ngang quy thước trong tay, một tia sáng vàng vạn trượng lập tức xuất hiện trên đầu ông ta. Kiếm quang chém xuống. Oanh! Một vùng kiếm quang và kim quang nổ tung. Rắc,
quy thước trong tay Minh Thiên Đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Minh Thiên Đạo lập tức thay đổi, mà lúc này, Diệp Huyên lại chém xuống một kiếm nữa. Ầm. Theo chiêu kiếm Diệp Huyên chém xuống, vô số kim quang ầm ầm vỡ vụn thành hư vô, cùng lúc đó, quy thước trong tay Minh Thiên Đạo cũng gãy lìa. Oanh! Minh Thiên Đạo lùi lại hơn vạn trượng, mà thời không trước mặt ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn quy thước trong tay Minh Thiên Đạo bị chém gãy, sắc mặt Bạch Tướng ở một bên lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Hắn ta nhìn Diệp Huyên phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn ta không ngờ chiến lực của Diệp Huyên này lại đáng sợ đến thế. Nếu để người này đạt tới trật tự cảnh thì chẳng phải càng ghê gớm hơn sao? Nghĩ tới đây, trong mắt Bạch Tướng lập tức lộ vẻ kiêng dè. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Thiên Đạo tỏ vẻ kiêng dè, bây giờ Diệp Huyên chỉ là thiên ác cảnh, tuy sử dụng thuật thần thông, nhưng chiến lực cũng có hơi đáng sợ. Thật là quá kinh khủng. Phía xa, Diệp Huyên tay cầm kiếm Thanh Huyên, vẫn có vô số lực lượng pháp tắc kéo về phía hắn. Không thể không nói, bản thân Diệp Huyên lúc này cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không ngờ thuật thần thông của vạn pháp đạo này lại nghịch thiên như thế. Đúng là đáng sợ. Nếu lúc trước pháp thần kia sử dụng nó, e rằng hắn đã bị đánh đến khóc rồi. Cũng may pháp thần lại không thật sự sử dụng nó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thầm hỏi, có phải đạo giới các cô cũng có một bộ đạo điển, thuật thần thông vạn đạo pháp không? Mục Thiên Đạo nói, phải, nhưng chỉ có đạo thần mới có tư cách học thôi, sao ngươi lại có được vạn pháp đạo này? Diệp Huyên đáp, ta giết pháp thần, sau đó thì có được. Mục Thiên Đạo im lặng một lát rồi nói, sao ngươi có thể xuất sắc như thế vậy? Diệp Huyên. Minh Thiên Đạo ở phía xa đột nhiên mở lòng bàn ta, một lá bùa màu vàng bay ra. Diệp Huyên nhìn về phía Minh Thiên Đạo, sau đó hỏi, ông ta đang làm gì vậy? Mục Thiên Đạo nói, ông ta đang gọi người. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nổi giận, hắn phẫn nộ chỉ vào Minh Thiên Đạo, ông ỷ lớn hiếp nhỏ thì thôi đi. Bây giờ lại còn gọi người. Ông có phải là người không vậy? Minh Thiên Đạo nhìn Diệp Huyên, gào gì mà gào. Người có bản lĩnh thì cũng gọi người đi. Diệp Huyên đột nhiên bình tĩnh lại, đây là ông nói đấy. Bút đại đạo. Gọi người. Nói thật, Diệp Huyên không muốn gọi người cho lắm. Vì lần này hắn đến đây là để rèn luyện, chứ không phải đến ra oai. Nhưng cũng hết cách, đối phương quá không có võ đức rồi. Ỷ lớn hiếp nhỏ thì thôi đi, bây giờ còn gọi người đến đánh hội đồng hắn nữa. Thật đúng là không có võ đức. Lúc này, tinh không xung quanh đột nhiên rung động, sau đó, mấy khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Đến rồi. Nhưng Diệp Huyên lại có vẻ rất bình tĩnh. Sau đó, hai ông lão và một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện sau lưng Minh Thiên Đạo. Ba người đều là thiên vị cảnh. Đều là cao thủ. Diệp Huyên khẽ cười nói, lợi hại, một thiên vị cảnh là ông chưa đủ, bây giờ còn gọi ba người nữa đến. Đúng là lợi hại. Minh Thiên Đạo lạnh lùng nói, người không phục thì cũng gọi người đi. Diệp Huyên chỉ Minh Thiên Đạo, ông già, ta cho ông biết, ông đừng có kiêu ngạo với ta. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người gọi đi. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì lúc này, ông lão mới đến ở bên cạnh chợt cất lời, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông lão vừa lên tiếng, phải. Nghe vậy, ba người mới đến lập tức xa sầm mặt. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Minh Thiên Đạo, Minh Thiên Đạo lạnh lùng nói, là Diệp Huyên thì sao? Đạo môn ta phải sợ hắn à? Ông lão đứng đầu trầm giọng nói, đạo thần từng dặn dò, nếu gặp Diệp Huyên thì phải nể mặt hắn ba phần. Minh Thiên Đạo, ông có ý gì? Minh Thiên Đạo gằn giọng nói, nể mặt hắn ba phần. Vậy hắn cũng phải nể mặt đạo môn chúng ta mới được. Khi nãy hắn đã suýt giết chết Bạch Tướng đấy. Bạch Tướng ở bên cạnh vội vàng gật đầu. Nghe vậy, ông lão dẫn đầu cau mày, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, cậu. Diệp Huyên khẽ thở dài, Minh Thiên Đạo, dù gì ông cũng là một cường giả thiên vị cảnh, sao lại có thể nói chuyện đảo lộn phải trái như thế chứ? Rốt cuộc là ai giết ai trước? Nét mặt Minh Thiên Đạo không chút cảm xúc, Diệp Huyên, lão phu không muốn nói nhảm với ngươi ở đây. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, bắc phái của ông muốn ra mặt giúp hắn à?
Bắc phái. Diệp Huyên quay đầu, cách đó không xa có một ông lão áo đen xuất hiện. Người này chính là tông chủ Mạc Dĩ của Bắc phái. Thật ra lão ta vẫn luôn âm thầm đi theo Diệp Huyên, vì Vân Kỳ bảo lão ta phải bảo vệ Diệp Huyên, lúc cần thiết, có thể bất chấp tất cả đứng về phía Diệp Huyên. Không thể không nói, lão ta thấy rất tò mò về lai lịch của Diệp Huyên, tiếc là lão ta không thể điều tra ra bất cứ tài liệu nào liên quan đến Diệp Huyên cả. Lúc này, Mạc Dĩ có thể nói là vô cùng phân vân. Vì lão ta không ngờ kẻ thù của Diệp Huyên lại là đạo môn. Đạo môn đó. Hơn nữa Minh Thiên Đạo này còn là một nhân vật có thực quyền trong đạo môn, quan trọng nhất là ông ta còn gọi đến ba vị vị thiên đạo thiên vị cảnh. Nếu Bắc phải đứng về phía Diệp Huyên thì chính là trở mặt với đạo môn, vì một người không quen biết mà đối địch với đạo môn. Nghĩ đến đây, Mạc Dĩ lắc đầu thở dài. Lão ta không làm được, cũng không dám làm. Vì một khi đánh cược sai, lão ta có thể sẽ hại toàn bộ Bắc phái, dù Bắc phái vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không dám đối đầu trực diện với đạo môn. Đừng nói là Bắc phái, dù là thế lực đứng sau Vân Kỳ cô nương cũng chưa chắc dám đối đầu trực diện với đạo môn. Đây là đạo môn đấy. Nghĩ đến đây, Mạc Dĩ nhìn Diệp Huyên, áy náy nói, Diệp công tử, xin lỗi. Bắc phái ta không thể tham dự vào chuyện này được. Diệp Huyên gật đầu, có thể hiểu được. Mạc Dĩ nói, cảm ơn. Nói xong, lão ta quay đầu nhìn Minh Thiên Đạo, Bắc phái ta không tham dự vào chuyện này. Nghe vậy, Minh Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyên, lão ta cười nhạt, Diệp Huyên, không phải ngươi gọi người à? Ngươi gọi đi, hôm nay lão phu muốn xem ngươi gọi ngươi, nếu không gọi, ngươi chính là tôn tử. Diệp Huyên gật đầu, ta vốn còn muốn một mình đánh với 5 người các ông, nhưng nếu ông liên tục yêu cầu ta gọi người như thế, thì ta cũng đành chấp nhận thôi. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, một khắc sau, kiếm Thanh Huyên hơi rung lên. Thời không bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một cô gái chậm rãi xuất hiện. Người đó chính là Thanh Khâu. Ngoài Thanh Khâu còn có Cổ. Cổ nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nhìn mấy người nhóm Minh Thiên Đạo phía xa, khi thấy bọn họ, nàng ta nhất thời sửng sốt. Đối thủ mạnh thế này. Sắc mặt Cổ trở nên hơi cổ quái. Người này đúng là giỏi gây họa. Sau khi Thanh Khâu xuất hiện, Diệp Huyên vội cười nói, nhà đầu, muội đến rồi. Thanh Khâu cười như không cười, không thất vọng chứ. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, sao có thể? Thanh Khâu quan sát Diệp Huyên một lúc rồi nói thân thể đột phá rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Thật ra lần này ta cũng không muốn gọi muội cho lắm, nhưng đành chịu, ông già này cứ muốn ta gọi người, ta cũng khó xử lắm. Thanh Khâu lắc đầu cười khẽ, nàng ta xoay người nhìn về phía Minh Thiên Đạo, là ông bắt nạt ca ca của ta à? Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Thanh Khâu, ngươi là ai? Trực giác nói với ông ta, người phụ nữ trước mặt rất nguy hiểm. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên cầm lấy kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, nàng ta nhìn Minh Thiên Đạo, ta muốn giết ông. Minh Thiên Đạo gằn giọng nói, chỉ dựa vào ngươi ư. Ha ha! Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên trở nên hư ảo. Thấy hành động của Thanh Khâu, tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Kể cả Cổ. Lúc này, nét mặt của Cổ rất nặng nề. Còn Minh Thiên Đạo thì vô cùng hoảng hốt. Lúc này, ông ta cảm nhận được hơi thở của tử vong. Đã rất nhiều năm ông ta không cảm nhận được hơi thở này rồi. Minh Thiên Đạo không dám xem thường, lập tức sử dụng đạo ấn của mình, đạo ấn của ông ta biến thành một lá chắn chặn phía trước, lúc này, kiếm của Thanh Khâu cũng đã đến. Xoẹt! Dưới ánh nhìn của mọi người, kiếm đâm thủng đạo ấn kia, sau đó đâm thẳng vào giữa chân mày của Minh Thiên Đạo. Oanh! Thân thể Minh Thiên Đạo lập tức cứng đờ, vô số đại đạo chi lực trong cơ thể ông ta rút đi tựa như thủy triều. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Giết chết cường giả thiên vị cảnh bằng một kiếm. Tất cả mọi người đều không thể tin vào tình cảnh trước mắt. Một kiếm. Đây là thiên vị cảnh đấy. Ở bên cạnh, Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thầm thở dài, cũng không biết người này có mấy muội muội nữa. Muội muội của người này đều mạnh như thế à? Bên kia, lúc này tông chủ Mạc Dĩ của Bắc phái cũng đã hóa đá. Người chống lưng cho Diệp công tử đáng sợ đến thế ư?
Phía xa, Minh Thiên Đạo nhìn Thanh Khâu như mất hồn, ngươi, sao ngươi có thể? Thanh Khâu cười nói, ông quá yếu. Mục Thiên Đạo. Diệp Huyên ở một bên chợt lên tiếng, là ông bảo ta gọi người mà. Bây giờ ông thấy vui không? Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Diệp Huyên cười nói, có cần đấu tay đôi không? Minh Thiên Đạo sửng sốt, sau đó nói, ngươi dám. Diệp Huyên gật đầu. Minh Thiên Đạo lập tức nói, đấu tay đôi. Diệp Huyên nhìn ông ta lừa ông đấy. Dứt lời, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu linh hồn của Minh Thiên Đạo. Mọi người. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía ba vị thiên đạo vừa đến kia, sau đó nói, nhà đầu, giết bọn họ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt ba người kia lập tức thay đổi. Ông lão dẫn đầu trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta là thiên đạo của đạo môn, chắc cậu cũng biết hậu quả khi giết chúng ta. Cậu! Thanh Khâu ngắt lời ông ta sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Nói xong, nàng ta đột nhiên biến mất. Thấy thế, sắc mặt ông lão dẫn đầu thoáng chốc thay đổi, đương nhiên ba người họ sẽ không ngồi chờ chết, lập tức sử dụng đạo ấn của mình. Sau khi thấy Minh Thiên Đạo bị chém chết, bọn họ đâu còn dám lơ là nữa. Vừa ra tay đã sử dụng toàn lực. Nhưng kiếm của Thanh Khâu thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức nào? Nhanh đến mức ba người vừa sử dụng đạo ấn, một tia kiếm quang đã xuyên qua giữa chân mày bọn họ. Một xuyên ba. Hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Khi kiếm quang biến mất, ba người đã bị cố định tại chỗ. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Giết chết ba cường giả thiên vị cảnh chỉ trong một giây. Tông chủ Bắc phái ở bên cạnh đã xem đến mức ngây người. Lúc này, lão ta cảm thấy như đang nằm mơ, không ngờ người phụ nữ trước mắt lại có thể giết chết ba vị cường giả thiên vị cảnh chỉ bằng một chiêu kiếm. Đây là chiêu gì vậy? Lúc này, lão ta chỉ muốn nói một câu, chết tiệt. Cổ ở một bên nhìn thoáng qua Thanh Khâu, nàng ta biết lúc trước khi giao thủ với mình, Thanh Khâu đã nương tay. Nếu không, lúc đó nàng ta hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Nghĩ đến đây, cổ lắc đầu thở dài, nét mặt vô cùng phức tạp. Nàng ta từng rất kiêu ngạo, cho rằng bản thân đã vô cùng lợi hại, cho rằng trong thiên địa này, nàng ta đã có thể xem như một nhân vật lớn. Mà lúc này, nàng ta mới phát hiện, trong thiên địa có quá nhiều cường giả. Nàng ta là cái gì trước cường giả chân chính chứ? Làm người, tuyệt đối không thể tự cao. Lúc này, Bạch Tướng ở một bên đang nhìn Thanh Khâu như nhìn ma quỷ. Khi nãy lúc Thanh Khâu giết chết ba vị cường giả thiên vị cảnh chỉ bằng một chiêu kiếm, hắn ta thật sự hoàn toàn ngơ ngác. Đây là cường giả thiên vị cảnh đó. Một kiếm giết chết cả ba. Cường giả thiên vị cảnh yếu như thế từ bao giờ vậy? Lần này, Thanh Khâu không hề phí lời, nàng ấy xoay tay, kiếm Thanh Huyên khẽ rung, lập tức hấp thụ linh hồn của ba người. Sau khi hấp thụ linh hồn, kiếm Thanh Huyên chợt dâng lên một khí thế đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức hưng phấn. Kiếm Thanh Huyên lại muốn đột phá à? Nếu kiếm Thanh Huyên đột phá một lần nữa thì lần này xem như lãi to rồi. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Huyên vội vàng thu lấy nhẫn chứa đồ của mấy người nhóm Minh Thiên Đạo. Khi thấy đạo tinh trong nhẫn chứa đồ của bọn họ, hắn lập tức sửng sốt. Trong nhẫn chứa đồ của bốn người có khoảng 1 tỷ 200 triệu đạo tinh. Tổng cộng 1 tỷ 200 triệu. Khi nhìn thấy số đạo tinh này, Diệp Huyên kinh ngạc đến ngơ ngác. Mẹ kiếp! Giàu thế! Ngoài ra, trong nhẫn chứa đồ còn có các loại báu vật. Vừa nhìn đã biết không phải những thứ tầm thường. Phát tài rồi. Diệp Huyên không khỏi cười to. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Tướng phía, sắc mặt Bạch Tướng lập tức thay đổi. Nhưng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nơi đó có một hoa sen đang bay đến, toàn bộ tinh không đột nhiên trở nên hư ảo. Lúc này, Bạch Tướng vô cùng mừng rỡ, đạo thần. Đạo thần. Đạo thần. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Bạch Tướng, sau đó nói, ngươi không cần vui như thế, đạo thần của ngươi đánh không lại ta, cho ngươi biết một bí mật, khi nãy ta giết mấy người họ, chỉ dùng 1% thực lực thôi. Mọi người, nghe thấy lời của Thanh Khâu, nét mặt Bạch Tướng cứng đờ. Những người xung quanh đều tỏ vẻ khó tin.
1/100 triệu thực lực. Nàng ấy đang nghiêm túc sao? Lúc này, một đóa hoa sen xuất hiện trước mặt mọi người, trên hoa sen là một cô gái áo trắng. Đạo thần. Dưới chân nàng ta chính là đạo liên trong truyền thuyết. Thanh Khâu nhìn đạo thần trước mặt mình, nếu cô muốn trả thù cho bọn họ thì phải gọi chủ nhân của cô đến. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Tướng, thấy đạo thần nhìn mình, Bạch Tướng lập tức cúi đầu, không dám đối mắt với nàng ta. Đạo thần lắc đầu, ta từng dặn dò các ngươi rồi. Nhưng các ngươi lại xem lời ta nói như gió thoảng qua tai. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Tướng lập tức trở nên tái mét. Đạo thần nhìn Bạch Tướng, lòng tham nhất thời, hại người hại mình. Nói xong, nàng ta vung tay áo, một tia sáng vàng bay thẳng vào giữa chân mày của Bạch Tướng. Oanh! Thần hồn của Bạch Tướng lập tức tan biến. Đạo thần lại nhìn về phía Diệp Huyên, Mục Thiên Đạo, bảo trọng. Dứt lời, nàng ta xoay người biến mất ở cuối tinh hà. Tông chủ Bắc phái ở một bên im lặng không nói một lời, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đạo thần ra mặt rồi. Nhưng đạo thần không giết Diệp Huyên, mà lại giết người của mình. Đạo môn chịu thua. Lúc này tâm trạng của Mạc Dĩ rất phức tạp, lão ta không ngờ đạo môn này lại chịu thua. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Thanh Khâu ở bên cạnh xoay người nhìn Diệp Huyên, có về không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, ta muốn ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa. Thanh Khâu gật đầu, được. Sau đó, nàng ấy duỗi tay phải, cho ta chút tiền. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười đáp, được. Dứt lời, hắn đưa cho Thanh Khâu một chiếc nhẫn chứa đồ. Thanh Khâu nhận lấy nhẫn, ta đi đây. Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu lập tức dẫn theo cổ cùng biến mất. Diệp Huyên nhìn Mạc Dĩ ở một bên, sau đó cười nói, Mạc Dĩ tông chủ, ta ở lại đây, nếu Vân Kỳ cô nương muốn tìm ta thì bảo nàng đến đây. Mạc Dĩ nhẹ nhàng gật đầu, được. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên một cái rồi rời đi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống tại chỗ. Không thể không nói, thực lực của Thanh Khâu thật sự khiến hắn phải khiếp sợ, hắn biết. Thanh Khâu đã mạnh hơn trước kia rồi. Có điều hắn không biết thực lực của Thanh Khâu lúc này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Đây là một ẩn số. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn hơi nhếch môi, bây giờ hắn có khoảng 1.300.000.000 đạo tinh. Nếu không cho Thanh Khâu 200 triệu, hắn đã có 1.500.000.000 rồi. Không thể không nói, mấy thiên đạo này của đạo môn đúng là rất giàu. Rất nhiều tiền. Đương nhiên bây giờ hắn có một vấn đề, chính là quá nhiều tiền không biết phải tiêu thế nào. Nếu tu luyện, hắn hoàn toàn dư dả. Còn về thư viện Quan Huyên, bây giờ thư viện Quan Huyên ở rất nhiều nơi đều sử dụng cổ tinh chứ không phải đạo tinh. Hay! Diệp Huyên khẽ thở dài, hắn cũng không ngờ sẽ có ngày phải phiền não vì nhiều tiền. Quá buồn rầu. Lúc này, Mục Thiên Đạo chợt cất lời, còn đi lôi trì nữa không? Diệp Huyên thôi suy nghĩ. Cười đáp, đương nhiên là có rồi. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, muội muội của ngươi đã mạnh như thế rồi mà ngươi còn cần tu luyện à? Diệp Huyên cười đáp, con người luôn có ước mơ mà. Dứt lời, hắn đứng dậy, hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Đi đến lôi trì. Hắn phát hiện, bây giờ hắn đã có thể giao chiến với trật tự cảnh, nhưng đối mặt với thiên vị cảnh thì vẫn chưa đủ khả năng. Trừ khi sử dụng thuật thần thông vạn pháp đạo thôi. Mà thuật thần thông cũng có giới hạn thời gian. Nếu đối phương kéo dài thời gian qua giới hạn này, thì hắn sẽ toi đời. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới một tinh không hoàn toàn yên tĩnh dưới sự chỉ dẫn của Mục Thiên Đạo. Diệp Huyên nhìn xung quanh, nơi này đó à? Mục Thiên Đạo đáp, phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, nơi này không có gì cả. Mục Thiên Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, sau đó sắp tay dựng thẳng giữa chân mày, một khắc sau, nàng ta giơ ngang ngón tay đang chắp, mở. Vụt. Thời không cách vạn trượng trên đầu hai người đột nhiên nứt ra, xuất hiện một tinh môn. Mục Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong, nàng ta lập tức quay về trong kiếm Thanh Huyên. Bây giờ nàng ta là linh hồn. Cực kỳ yếu ớt, nhưng nàng ta phát hiện, kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên có thể dưỡng hồn.
Hồn phách của nàng ta bây giờ chẳng những không yếu đi mà còn ngày càng ngưng tụ hơn. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, hắn lập tức ngự kiếm bay lên, tiến vào trong tinh môn kia. Vừa đi vào tinh môn, Diệp Huyên đã cảm nhận được một áp lực vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên thầm giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một ngọn núi lớn, trên đỉnh núi thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, mà xung quanh lại rất tốt, có cảm giác nặng nề và ngột ngạt. Diệp Huyên nhảy lên đỉnh núi, hắn nhìn xuống từ bên trên, lúc này hắn mới phát hiện ngọn núi lớn này lại là không khí, bên trong đều là sấm chớp lượn lờ. Đạo lôi. Nhìn thấy những đạo lôi này, nét mặt Diệp Huyên vô cùng nặng nề. Những đạo lôi mà hắn hấp thu ở u giới trước kia thật sự thua kém nơi này quá nhiều. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, chúng ta đều tu luyện ở đây. Nếu ngươi có thể hấp thu được đạo lôi ở nơi này, thì thân thể chắc chắn sẽ đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Có thể nói, khi đó dù là cường giả thiên vị cảnh cũng đừng hòng đả thương ngươi. Diệp Huyên nhìn những đạo lôi trong lòng núi kia, trầm giọng nói, ta sợ thân thể của ta không chịu được những đạo lôi này. Mục Thiên Đạo nói, muốn hoàn toàn dựa vào cổ chiến thể của ngươi đương nhiên là không được, nhưng người quên mất một điều. Diệp Huyên vội hỏi, gì cơ? Mục Thiên Đạo đáp, thiên đạo thể của ngươi. Diệp Huyên sửng sốt. Mục Thiên Đạo nói, ngươi không chỉ là cổ chiến thể, mà còn có thiên đạo thể nữa, những thần lôi này được gọi là đạo lôi vì chúng được ngưng tụ từ đại đạo chi pháp, bọn chúng có khả năng khắc chế rất lớn với người khác, nhưng lại rất có lợi với thiên đạo. Có lợi. Mục Thiên Đạo cất lời, đúng thế, ta sẽ truyền cho ngươi một tâm pháp đại đạo, ngươi tu luyện theo tâm pháp này và tâm pháp cổ chiến thể của ngươi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nàng ta vừa nói xong, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một vài tin tức. Tâm pháp đại đạo. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu hấp thu những tâm pháp này. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đứng dậy, hắn nhìn xuống dưới. Sau đó nói, ta phải nhảy vào sao? Mục Thiên Đạo đáp, đúng thế. Diệp Huyên im lặng. Hắn vẫn thấy hơi sợ. Hắn sợ đạo lôi phủ kín thế này, nhảy xuống dưới e rằng có thể bị giật chết luôn. Mục Thiên Đạo nói, đi xuống đi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó không do dự nữa mà lập tức nhảy xuống. Vừa nhảy vào lôi trì, Diệp Huyên đã trợn tròn mắt, lúc này... Hắn cảm thấy cả người mình như muốn nứt ra. Mục Thiên Đạo vội nói, điều động tâm pháp đi. Diệp Huyên vội vàng điều động tâm pháp đại đạo, sau khi tâm pháp đại đạo bắt đầu vận chuyển, hắn phát hiện cảm giác bị xé rách mà hắn vừa cảm nhận được đã giảm đi rất nhiều. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên mới thả lỏng được một chút. Có tác dụng, thân thể Diệp Huyên bắt đầu dần hấp thu những đạo lôi kia. Mục Thiên Đạo nói, không thể không nói. Thân thể này của ngươi đúng là rất lợi hại, nếu hấp thụ hết đạo lôi ở nơi này, thân thể của ngươi sẽ trở nên vô địch. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn cũng rất mong đợi. Nhưng có một điều không đúng, hắn là kiếm tu, nhưng bây giờ lại đi ngày càng xa trên con đường thể tu. Bắc Phái. Sau khi trở về Bắc Phái, Mạc Dĩ Tông Chủ vẫn không thể bình tĩnh lại được. Lão ta chính mắt nhìn thấy bốn cường giả thiên vị cảnh bị giết chết. Hơn nữa đều là giết trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt đó. Lúc này, lão ta chợt cảm thấy thế giới này thật sự rất nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Lão ta cũng đã hiểu vì sao Vân Kỳ nói với lão ta là muốn lôi kéo Diệp Huyên rồi. Vừa nhìn đã biết Diệp Huyên này là một người có lai lịch lớn. Tiếc là ông ta đã không khiến Diệp Huyên mang ơn mình. Nghĩ đến đây, Mạc Dĩ khẽ thở dài, thầm nói đáng tiếc. Lúc này, Mạc Dĩ như cảm nhận được điều gì, lão ta đi ra ngoài đại điện, bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi, người này mặc áo bào trắng, tay cầm trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn. Nhìn thấy người đàn ông, Mạc Dĩ sửng sốt. Lúc này, người đàn ông lấy một lệnh bài ra, nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt Mạc Dĩ thoáng chốc thay đổi, lão ta vội vàng hành lễ. Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh nói, tiểu thư đâu? Mạc Dĩ vội đáp, Vân Kỳ cô nương đang bế quan, nàng có dặn không ai được làm phiền nàng. Không được làm phiền. Người đàn ông hơi cau mày, một lát sau, hắn ta nhẹ giọng nói, vậy để ta đợi. Mạc Dĩ gật đầu, sau đó lùi sang một bên.
Người đàn ông lại nói, tiểu thư tu luyện ở đây vẫn ổn chứ? Mạc Dĩ gật đầu, mọi chuyện đều tốt đẹp. Người đàn ông trẻ tuổi gật nhẹ đầu, sau khi xong chuyện, bác phái ông sẽ được thưởng. Nghe vậy, Mạc Dĩ vội nói cảm ơn. Người đàn ông không nói gì thêm. Trong lôi trì, lúc này Diệp Huyên vẫn đang không ngừng hấp thu những đạo lôi kia. Hắn vốn cho rằng sẽ rất đau đớn, nhưng hắn chợt phát hiện, hắn không hề đau đớn chút nào, chẳng những thế, hắn cảm thấy bây giờ mình đã hòa làm một thể với những đạo lôi kia rồi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nói, Mục Thiên Đạo, nếu tâm pháp đại đạo này nghịch thiên như thế, vì sao thiên đạo các cô không dùng nó để tu luyện thân thể? Mục Thiên Đạo giải thích, ngươi có thể thoải mái như thế là vì thân thể ngươi rất mạnh, ngươi có nền tảng cực kỳ tốt, đổi lại là người khác hoàn toàn không thể chịu được lực lượng của đạo lôi này. Nghe vậy, Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Mục Thiên Đạo nói tiếp, hơn nữa, không phải ai cũng có thể đến nơi này. Ta là vì có quyền hạn nên mới có thể đến, thiên đạo bình thường hoàn toàn không thể đến đây. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, ta lại bật hách rồi. Mục Thiên Đạo. Diệp Huyên không nói gì thêm, hắn khép hờ mắt, bắt đầu điên cuồng hấp thu những đạo lôi kia. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa tháng sau. Lúc này, Diệp Huyên đã hấp thu hết toàn bộ lôi trì, tất cả đạo lôi đều đã hòa làm một với thân thể cả hắn. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới chân núi, tĩnh khí ngưng thần, một lúc lâu sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra. Oanh! Hai đạo lôi bắn ra từ trong mắt hắn, trong nháy mắt, cả một ngọn núi lớn lập tức sụp đổ. Diệp Huyên đứng dậy, hắn chợt siết chặt hai tay. Oanh! Trong nháy mắt, thế giới này lập tức nứt ra, vô số lôi quang trải rộng khắp thời không xung quanh. Mục Thiên Đạo cất lời, chúc mừng, người bây giờ đã là lôi kiếp du tẩu trong nhân gian, chướng mắt ai có thể cho người đó chịu một kiếp. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi nhếch môi. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, mau đi thôi. Người của đạo môn đến. Diệp Huyên hỏi ngược lại, không phải bọn họ mới là người nên đi à? Mục Thiên Đạo im lặng một lát rồi đáp, quên mất. Lúc này, một uy thế vô cùng đáng sợ rơi xuống từ trên trời. Diệp Huyên vung tay áo, một đạo lôi uy dâng trào. Oanh! Uy áp đáng sợ kia lập tức biến mất. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên, ông lão sửng sốt, là ngươi. Kháo Sơn Vương! Kháo Sơn Vương! Nghe thấy lời này, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Ông lão vội nói, ta không biết là ngươi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nói xong, ông ta lập tức xoay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên cạn lời, mình đáng sợ như thế à? Mục Thiên Đạo đáp, là muội muội của ngươi đáng sợ. Diệp Huyên. Mục Thiên Đạo lại nói, thân thể của ngươi bây giờ rất đáng sợ, không chỉ về phương diện phòng thủ, mà cả phương diện tấn công cũng là vô địch. Những đạo lôi này đều là tồn tại hủy thiên diệt địa, mà bây giờ lại hội tụ vào thân thể của ngươi. Có thể tưởng tượng được thân thể ngươi bây giờ chứa đựng lực lượng đáng sợ đến mức nào. Diệp Huyên nói, có thể chiến thắng được thiên vị cảnh không? Mục Thiên Đạo đáp, phải xem người ngươi đối mặt là ai nữa. Nếu là thiên vị cảnh bình thường, người kết hợp với huyết mạch và kiếm của mình thì có thể giao chiến được, nhưng nếu đối mặt với thiên vị cảnh thật sự mạnh, thì chắc chắn là ngươi không thể đánh lại. Diệp Huyên hơi tò mò, kiểu thế nào mới là thật sự mạnh? Mục Thiên Đạo nói, giống như ta. Diệp Huyên im lặng. Mục Thiên Đạo tiếp tục, bây giờ ngươi có thể làm quen với thân thể của mình. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lại. Oanh! Trong nháy mắt, hắn lập tức biến thành lôi nhân, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một uy áp mạnh mẽ đáng sợ. Diệp Huyên hít sâu một hơi, lúc này, hắn cảm nhận được trong tay phải của mình chứa đựng lực lượng vô cùng vô tận. Sau cú đấm này, hắn cảm thấy mình có thể đánh nát cả thiên địa. Lôi đình chi lực. Diệp Huyên không khỏi bật cười. Cảm giác vô địch đó lại trở lại rồi. Mục Thiên Đạo cất lời, thân thể của ngươi bây giờ đã mạnh đến mức cường giả thiên vị cảnh cũng khó mà đánh bại, trừ khi gặp phải cường giả cấp bậc như ta, nếu không, ngươi đứng cho cường giả thiên vị cảnh đánh, bọn họ cũng không đánh chết được ngươi. Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó nói, có nhiều người cùng cấp bậc với cô không?
Mục Thiên Đạo đáp, trong thiên địa này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì được. Mục Thiên Đạo lại nói, ngươi có thể thử để huyết mạch chi lực của ngươi dung hợp với đạo lôi này. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, làm thế cũng được à? Mục Thiên Đạo chỉ nói, cứ thử đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, huyết mạch chi lực dâng trào trong cơ thể. Oanh, và khoảnh khắc huyết mạch khởi động, những tia chớp trên người Diệp Huyên lại bắt đầu biến thành màu đỏ như máu. Thấy thế, Diệp Huyên lập tức hưng phấn, hắn phát hiện những tia chớp này có thể dung hợp với huyết mạch. Mục Thiên Đạo nói, những đạo lôi này có sự gia trì của huyết mạch chi lực sẽ càng mạnh hơn. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Như nghĩ đến điều gì, hắn lại thả ra kiếm ý nhân gian. Ba loại lực lượng dung hợp với nhau. Sau khi ba lực lượng dung hợp lại, hắn phát hiện hơi thở của hắn thoáng chốc tăng mạnh, mạnh hơn trước đó không chỉ gấp mấy lần. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vung tay. Vụt! Một tia lôi kiếm quang màu máu lập tức chém về phía chân trời. Trong nháy mắt, thế giới bên trong tinh môn ầm ầm sụp đổ. Trong thời không đen kịt, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau, những tia chớp xung quanh dần trở lại trong cơ thể hắn, huyết mạch của hắn cũng dần yên tĩnh lại. Diệp Huyên hơi nhếch môi, bây giờ cường giả trật tự cảnh thật sự chẳng là gì trước hắn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên cất kiếm Thanh Huyên, sau đó biến mất. Diệp Huyên trở lại Bắc Phái, hắn chợt nhớ Vân Kỳ muốn dẫn hắn đi đến một nơi đặc biệt. Vừa về đến Bắc Phái, Mạc Dĩ đã xuất hiện trước mặt hắn, thấy Diệp Huyên, lão ta vội vàng chào hỏi, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, Vân Kỳ cô nương vẫn còn ở đây chứ? Mạc Dĩ gật đầu, vẫn còn, nàng đang bế quan. Vẫn còn bế quan. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta sẽ đợi nàng. Mạc Dĩ định đáp lời thì như cảm nhận được điều gì đó, lão ta đột nhiên quay đầu, xuất quan rồi. Xuất quan rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Khi Diệp Huyên đi tới trạch viện của Vân Kỳ, hắn nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, thấy người đàn ông này, hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay hắn ta, thoáng sửng sốt. Kiếm tu à? Đã rất lâu rồi hắn không gặp kiếm tu. Thấy Diệp Huyên, người đàn ông hơi nhíu mày. Diệp Huyên không quan tâm đến hắn ta, hắn đi tới ngồi xuống một bên. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Diệp Huyên, chẳng lẽ Mạc Dĩ không nói với ngươi là không được đến đây làm phiền à? Diệp Huyên nhìn hắn ta, cười nói, ta đến để đợi Vân Kỳ cô nương. Người đàn ông trẻ tuổi đáp, tiểu thư không thích bị người khác làm phiền, đi đi. Nghe thấy giọng điệu như ra lệnh của người đàn ông, Diệp Huyên cũng cau mày, lập tức nói, ngươi có thể nói chuyện lịch sự chút không? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kiếm trong tay hơi rung lên. Bây giờ lập tức biến mất trước mắt ta, nếu không, ngươi có hối hận cũng không kịp đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, mà ngay lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một khắc sau, Vân Kỳ xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 236.